cung anh ngụy ca về nước tốt nếu không phải 10 năm trước bữa cơm ân tình của mạc lão sẽ không thể có ngụy hiên tôi ngày hôm nay bây giờ con gái ông ấy gặp nạn tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhưng gia tộc hiên viên ở trong nước luôn bị nhìn chằm chằm không sao tôi tự có cách giải quyết vâng bỏ tôi ra mà vũ kỳ để cô làm bạn gái tôi đã là cho cô thì đừng có không biết điều kim bằng huy tôi có chết cũng sẽ không làm cô biết đắc tội với tôi có hậu quả gì không chỉ cần một câu của tôi cô lập tức sẽ cút khỏi tài chính hoàn á được vậy tôi sẽ đi cái loại công ty ghê tởm này một một giây cũng không muốn ở lại Đối xử dịu rằng với phụ nữ một chút, may là cái thá gì chứ? Còn dạy dỗ tao, tôi à một người qua đường nhận lời mời mà thôi. Hừ. Đồ phế vật không tên không tuổi như mày cũng dám rửa trò lưu manh, mày. mày cũng không ra ngoài nghe ngóng xem, ở tài chính hoàn á này ai có tiếng nói. Không hại nói với mày, chỉ hai đứa chúng mày đối với tao mà nói. Chỉ là thổi một hơi mà thôi Kim Bằng Huy anh thật sự khiến tôi ghê tởm Tôi nói cho anh biết Cho dù tôi ở cùng anh ấy Cũng sẽ không ở cùng anh ấy. Ồ oh, coi như tôi cũng hiểu Mạc Vũ Kỳ cô đấy Căn bản, bản không phải gái thục nữ trinh tiết gì Loại đàn Nhi bà như cô Ai cũng muốn ngủ, ngủ. <laughs> Lại chơi cái trò này Phụ nữ <laughs> các cô Ngoài việc biết tác ra còn biết làm gì nữa Còn biết đá chỗ hiểm Được người đâu <laughs> tôi không chỉ khiến con đàn bà này không sống nổi tài chính hoàn tôi còn sẽ khiến cô không sống nổi trong cái ngành này tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tôi cầu xin tôi muốn cô bao nhiêu năm chưa quay lại bây giờ tiểu tử vứt mũi chưa sạch cũng ngông cuồng như vậy bớt quản chuyện bao đồng đi tiểu tử mày thức thời bây giờ mày cầu xin tao tao còn có thể cho mày làm đội trưởng đội bảo vệ nếu mày vẫn không biết phân biệt tốt xấu cẩn thận dẫn lửa vào thân ngụy hiên tôi sống sắp 30 năm rồi đã rất lâu rồi chưa từng gặp người nào hung hăng càng quấy như vậy. Cậu khiến tôi rất không vui. Cho nên cậu bị đuổi việc. Mặc vũ khí cô điên rồi à. Bỏ tôi một người anh Tuấn nhiều tiền. Thiếu ra giàu có như tôi không cần tìm một kẻ nghèo não có vấn đề như này. Anh mau đi đi. Anh đấu không lại kim bằng huy đâu. Bác anh ta chính là cổ đông hội đồng quản trị của tài chính hoàn á. Rất lợi hại sao? Dễ nhũi đến hội đồng quản trị là cái gì cũng không biết. Cả đời làm bảo vệ đi. <laughs> Alo, Đồng sự trưởng Lâm Hải Lâm. Tài chính hoàn á bây giờ giá THG anh là ai liên quan gì đến anh, không quan trọng 3.5 tỷ. Bây giờ tôi lên lầu, Phiên anh chuẩn bị trước hợp đồng. Tôi sẽ thu mua tài chính hoàn á. Cậu bị điên à tưởng mình là bố tướng à? Không, người khác bình thường gọi tôi là thần tài Ngụy Hiên. Ngụy tiên sinh, Ngụy tiên sinh sao anh lại? Phiền cô dẫn tôi đi một chuyến, đến văn phòng làm việc của đồng sự trưởng. Đừng gây chuyện nữa, mất mặt lắm. Không, để hắn ta đi. Hôm nay tôi phải xem xem tên dế nhũi hắn ta, đuổi việc thái tử ra tôi đây như thế nào. Ừm. Ây, Ngụy Tổng, sau, sau này tài chính hoàn á trông cậy hết vào anh rồi nói hay lắm lâm tổng kim bằng huy của công ty rất chướng mắt đã rõ kim bằng huy cậu bị đuổi việc tôi tôi có mắt không biết thái sơn anh đại nhân rộng lưỡi anh hãy tha cho tôi đi mà vũ kỳ cô giúp tôi cầu xin đi tôi khốn nạn sau này tôi sẽ không dám nữa một cái văn phòng đẹp đẽ bị một thùng rác chướng mắt không tốt cho lắm là tôi thất trách người đâu đem đồ vô dụng chướng mắt này vứt ra ngoài ngụy tổng <laughs> Anh đã trở thành cổ đông mới lớn nhất của tài chính hoàn á. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp đại hội cổ đông, tuyên bố tin tức tốt này sau ba ngày nữa. Anh thấy thế nào? Được tất cả giao anh cho làm, được anh hãy yên tâm. Giúp cuộc anh là ai? Tại sao lại giúp tôi? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại giúp tôi? Có phải anh là người lão già mặc lương hâm cử đấy không? Tôi nói cho anh biết, anh từ bỏ ý định này, tôi sẽ không gọi ông ta là ba. mối thù của tôi và ông ta cả đời này tôi cũng sẽ không quên. Hóa ra giữa Mạc lão và cô ấy lẽ nào có hiểu nhầm gì? Không được, mình không thể để lộ thân phận được. Tiểu cô nương cô nhìn xinh đẹp đấy nhưng nghĩ càng đẹp hơn. Tôi không quen Mạc lương hâm gì cả, là một lãnh đạo, tôi muốn bồi dưỡng cấp dưới mà tôi thích cũng không được sao? Đây là hợp đồng có mục đích của quốc tế Hoan Anh. Đàm phán thành công nó cô không những có thể chuyển chính, tôi còn có thể thăng chức cho cô thành giám đốc bộ phận bán hàng. Nếu không thành thì sao? Vậy thì chỉ có thể chứng minh, Ngụy Hiên tôi lăn lộn thương trường mấy chục năm, bị con chim sẻ nhỏ đánh vào mắt. Tôi sẽ dùng thực lực chứng minh cho lựa chọn của anh không hề sai. Thẳng thắn Mạc Tiểu Thư là người thẳng thắn tôi thích trương tổng anh xem hợp đồng ba mươi triệu này gấp gì chứ đang uống rượu bàn gì chuyện hợp đồng mất hứng lắm uống thêm một ly nữa uống thêm một ly nữa uống xong tôi sẽ ký uống đi được tôi uống trương tổng anh nói phải giữ lời. Ừm. <laughs> Tiểu mỹ nhân, cuối cùng cũng cho cô say rồi. Muốn ký đơn chẳng phải dễ sao? Chăm sóc tôi cho tốt, chuyện gì cũng được. Ta à. chuyện gì cũng được bỏ tôi ra <laughs> con chó nào ở đâu đến dám ngông cuồng ở đây nhân viên phục vụ đuổi ra cho tôi đuổi ra ngoài người cần phải đuổi ra ngoài không phải là tên cha nam mày sao đồ chó mày bớt quản chuyện bao đồng đi mày không thấy chúng tao đây là đang bàn nghiệp vụ sao bàn nghiệp vụ bàn nghiệp vụ phải khiến cho người ta say sau đó cưỡi lên người người khác sao trước đây sao tôi lại không biết quốc tế hoàn ảnh lại có loại cầm thú như mày chứ Người nghèo kích xác chưa từng nhìn thấy thế giới như mày. Mày biết cái gì chứ? Đơn hàng mấy triệu đó có thể nói ký là ký sao? Tao nói cho mày biết. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Muốn ký đơn thì phải trả giá. Tao bảo cô ta uống rượu ngủ với cô ta. Đó là cân nhắc cô ta rồi. Hư thật là đáng buồn. Một tên cận bã tự đánh giá mình quá cao như mày. Cả đời này tao chưa từng thấy cái gì là chiến trường thực sự. Hôm nay tao sẽ nói cho mày tao ra ngoài bàn nghiệp vụ chưa từng uống rượu, từ trước đến nay cũng chưa từng ép người khác uống rượu. Nếu đối phương vì uống rượu dị ứng phát ban, suy thận sốc thậm chí tử vong, may chỉ vì một cuộc nghiệp vụ đã hại chết một tính mạng con người, mày có đền nổi không? Bốc phét ai không biết hả? À? Chỉ mở miệng là đến à? Nhìn thấy chưa? Đơn lớn mấy chục triệu, ta nói cho mày biết thế giới này chính là như vậy. Có tiền mới có thể làm gì thì làm. Chờ đùa mấy chục triệu đã là đơn hàng lớn à? Hôm nay mở to mắt chó của mày ra nhìn cho kỹ. Cái gì gọi là có tiền? Cái gì gọi là muốn làm gì thì làm? Boss. Trương Tổng xin tự giới thiệu một chút. Tôi là thư ký bên cạnh của đồng sự của tài chính Hoàn Á. Tôi còn có một thân phận, thư ký trưởng cấp cao của chủ thần tài Ngụy Hiên của Vĩnh Hằng. Anna, chủ của Vĩnh Hằng, Vậy, tên nghèo hè này lại dám vô lễ với boss Anna. Hà tất phải lãng phí thời gian với tên phế vật này làm tiếp tuyên bố kết thúc đi. Trương Tổng đây là hợp đồng đầu tư. Một tỷ của Boss và quốc tế hoan ảnh. Điều kiện duy nhất của Boss đồng ý đầu tư chính là khiến anh mãi mãi không được bước chân vào quốc tế hoan ảnh. Không sai bản này chính là bản chấm dứt hợp đồng của cậu. Trương tổng nói không sai, có tiền thì có thể làm tất cả những gì mình muốn. Tôi không thích nhìn thấy cậu, cho nên cậu phải cút đi. Nhưng tôi khuyên Trương tổng có thời gian vẫn nên tự xem cho kỹ, mua bản tài liệu khác đi. Không, đây không phải là tôi làm. Những tài liệu này là cậu lợi dụng chức vụ những năm nay, làm tất cả những việc bẩn thỉu. Tôi đều đã sắp xếp lại cả rồi, đưa cậu nộp lên cho các cơ quan có liên quan. Bọn họ sẽ dạy cậu thật tốt các làm người. Tự cậu đi. Hay là tôi đưa cậu đi đây? thời gian không còn sớm chúng ta nên xuất phát rồi tình hình thế nào không vấn đề gì rất tốt đi cùng tôi tham gia họp cổ đông đi tôi nói lão lâm này cổ đông mới cũng thật sự không coi ai ra gì đến muộn không nói còn tự ý thực hiện quyền bổ nhiệm miễn nhiệm thật sự coi công ty như nhà anh ta rồi muốn để tên khốn không biết điều này đảm nhiệm đại cổ đông kim hải tòng tôi là người đầu tiên không đồng ý kim hải tòng họa từ mồm mà ra à sợ cái gì cậu một con chim già cũng ở đây rồi bị một tên tiểu tử vứt mũi chữa lên đầu đít cũng không dám ngồi kim hải tòng tôi làm không nổi những chuyện hèn nhát như vậy nói thật với cậu tôi sớm đã có chuẩn bị rồi tính thêm cổ phần mua lại và chuyển nhượng tôi đã là cổ đông lớn thứ nhất rồi cổ đông mới muốn độc chiếm quyền Vậy phải hỏi Kim Hải Tòng tôi có đồng ý hay không? Các vị cổ đông, tôi là trợ lý đặc biệt của đồng sự trưởng mới của Tài chính Hoàn Á Ngụy Hiên. Cuộc họp cổ đông hôm nay sẽ do tôi chủ trì. Hừ. Từ khi nào đồng sự trưởng của Tài chính Hoàn Á lại có thể tùy tiện chó mèo gì cũng có thể làm vậy. Vô lễ. Kim Hải Tòng Kim Bằng Huy là cháu của ông nhỉ. Sao thế không hài lòng với cách tôi xử lý? Ngụy Hiên cậu độc đoán chuyên chế không phân trắng đen. Còn muốn để một cổ đông như tôi vỗ tay khen ngợi. Vậy làm thế nào đây? Tôi không những đuổi việc cháu của ông, còn muốn bổ nhiệm Mạc Vũ Kỳ, thành tổng giám đốc bộ phận bán hàng. Nếu chuyện gì cũng phải hỏi ông. Vậy không phải ông sẽ tức chết à? Ngụy Hiên đừng có quá đáng quá. Muốn làm cổ đông lớn nhất, hãy qua cửa của tôi trước. Nói thật với cậu, tôi sớm đã có được 39% cổ phần rồi. Tôi mới là cổ đông lớn nhất. Quyền bổ miễn nhiệm nằm trong tay tôi. Kết quả cậu tuyên bố là cuộc cướp gì? Mạc Vũ Kỳ nghe bác nói một câu, chim khôn chọn cành mà đậu. Chọn đúng người mới có cuộc sống tốt. Cháu đi nhận sai với bằng Huy, ta dư cao đánh khẽ để cháu làm trợ lý của nó. Còn về cậu, thật ngại quá. Vừa mới vào ban cổ đông đã phải bị lốc ao rồi. Đúng thật là có người phải lốc ao. Nhưng người đó không phải là tôi, mà là ông. Lâm Hải lấy ra cho ông ta xem xem. Đây đây là... Đây là cổ phần của mười mấy vị cổ đông. Tất cả có 17% cổ phần. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cộng thêm vốn dĩ tôi đã có 36%. Tôi mới là người đạt được quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Kim Hải Tòng, ông muốn tự đi? Hay để tôi gọi bảo vệ mời ông đi? Tôi không thể rút khỏi hội đồng quản trị. Ngụy Tổng cầu xin anh. Xin anh đừng gửi tôi ra khỏi hội đồng quản trị. Anh anh bảo tôi làm gì cũng được. Làm gì cũng đều đúng. Làm gì cũng được. Làm gì cũng được. Vậy chi bằng như này nhé, đem hết tất cả cổ phận trong tay ông, phân một nửa cho giám đốc Mạc. Đây coi như là quà thăng chức của cô ấy. Đó không phải là mấy trăm triệu cổ tức sao? Sao thế không nỡ à nỡ sao lại không nỡ chứ? Những người khác còn ai có ý kiến về vấn đề thăng chức của giám đốc Mạc không? Chúc mừng Mạc tiểu thư thăng chức. Boss, quốc tế hoan ảnh tổ chức buổi tiệc từ thiện được vậy đi một chút ừ cảm ơn nhé Cạn Ly Boss Lưu tổng của quốc tế Hoan ảnh mời anh qua đó. Ừm, ừ, biết rồi Vũ Kỳ cô xem nhiều chút. Lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi tiếp xúc với một vài vị khách quý. Sau này những người này có thể sẽ đều là bạn hợp tác của cô. Ngụy tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội lần này. Ừm. Ai A có phải là người đẹp mặc vũ kỳ của chúng ta sao? Thật sự là hiếm thấy, người bận biệu như cô cũng có thời gian đến tham gia bữa tiệc. Ây à, trang điểm cũng thật chăm chỉ đấy. Tiếc là bộ váy cô mặc trên người chỉ là hàng giả thôi. Những đám công tử nhà giàu đó cũng chỉ coi cô là trò đùa thôi, không có ai thích cô. Nếu tôi là cô, tha rằng cởi sạch ra, cũng không ở đây làm trò hề cho mọi người cười nhạo. Tạ nhiên, cô có phần hơi nhàm chán rồi đấy, bớt dùng cách nhìn thấp hèn đó của cô áp dụng lên người tôi đi trên người tôi có phải là hàng giả hay không thì sao nào ít nhất nó cũng sạch sẽ hơn cô hừm mặc vũ kỳ cô nói lại lần nữa thử xem nói thêm một câu nữa với cô đều là lãng phí cuộc đời Mặc Vũ Kỳ cô điên rồi, tôi chẳng qua mới nói cô hai câu. cô đã sỉ nhục tôi như vậy. Cô có biết bộ váy này đặt làm ở bên Pháp đắt thế nào không biết? Nhưng bây giờ nó phối với đôi giày rách nát của cô cũng vừa khéo. Sĩ nhân, Kim Thiếu đồ đàn bà điên này cô ta xỉ nhục em. Tôi biết tiện nhân này tính cách mạnh mẽ. Mặt cô ta tôi thích. Cô hiểu rồi chứ? Đã hiểu Kim Thiếu yên tâm. Em nhất định dạy dỗ cô ta ngoan ngoãn tuân theo. Các người muốn làm gì? Bảo bối tôi muốn thương hoa tiếc ngọc, cho nên đừng phụ lòng tốt của người khác. A, à. Kim thiếu không sao chứ rút ra. A à, người phụ nữ nóng bỏng, anh thích Ngụy Hiên, Kim bằng huy cậu thật là ngựa quen đường cũ, chó vẫn quen ăn cướp nhanh như vậy lại bắt đầu phá rối rồi. Ngụy Hiên ở đây không phải là tài chính hoàn á. anh Qua trương cái cước gì, buổi yến tiệc hôm nay, đặc biệt vì một vị cự hào. Anh phá nát bữa tiệc, thì hãy đợi bị đuổi ra khỏi cửa đi. Cự cử hào. Sao tôi lại chưa từng nghe qua? Có người còn nhiều tiền hơn tôi. Người khắp thiên hạ giàu có nhiều vô kể. Mua một công ty, cũng đã coi mình thật tuyệt vời rồi. Tôi rất thân với vị cự hào này. Bây giờ anh tự tát mình ba cái sủa tiếng chó ba tiếng. Ông đây đến lúc đấy vui, giúp anh nói vài lời tốt. Để lúc anh khúc khỏi đây còn có chút thể diện. Nếu không thì... Anna. Nghe lời của Kim Thiếu, tôi tát. Muốn chết Anna. Nghe theo Kim Thiếu tôi tát. Sớm biết điều vậy có phải tốt không nhanh lên. Ông đây phải nghe thấy tiếng được nhất định đủ kêu. Để kim thiếu vừa lòng 100 cái. Ngụy Hiên mày, sao nào không đủ kêu? Kim thiếu lực như này thế nào có hài lòng không? Mày muốn chết, tao sẽ khiến mày. Kim thiếu cậu thật khó hầu hạ nhỉ. Tôi đã làm theo lời cậu nói, đích thân tự thưởng cậu ba cái tát. Nếu cậu không hài lòng, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Cãi nhau làm ồn gì thế đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tổng, anh đến thật đúng lúc. Có một tên khốn kiếp càn quấy, pha rối ở đây. Anh mau chóng gọi người đuổi hắn ta đi. Đuổi ra ngoài đúng thật phải đuổi ra ngoài người đâu. Ngụy ca. Làm mất nhã hứng của anh. Đều là chúng ta làm việc không tốt. Đều là anh em không cần thiết phải như vậy. Anh em lẽ nào? Lẽ nào anh chính là? Đồ có mắt không chồng. Nhân, Nhân vậy chính ngày hôm nay cậu cũng có thể đắc tội được. <laughs> Thưởng cho cậu ba cái tát là cho cậu thể diện rồi. Còn ngay ra đó làm gì lôi cậu ta quăng ra ngoài tôi phải Lưu Tổng anh nghe tôi giải thích. Tôi giải thích cho anh Lưu Tổng tôi có thể. Ôi ngụy Tổng anh mau dìu người ta với. Người ta thật sự đau quá. Tạm nhiên bớt ba cái trò cũ của cô lại đi. vị tổng mới không phải là loại người như vậy, có phải hay không phải thử mới biết. Mặc vũ kỳ cô căng thẳng cái gì chứ, liên quan gì đến cô. Bộ váy cao cấp này tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu, 800.000 một đồng cũng không được tính. Cao cấp. Biết sai rồi chứ. Đúng thế. Vũ Kỳ vốn dĩ cô xin lỗi tôi đàng hoàng tử tế, tôi cũng không đến mức tính toán chi ly với cô. Bây giờ thì hay rồi, 800.000 này cô bắt buộc phải đến hết. Boss, mặc tiểu thư Anna biết sai rồi. Không ngờ lại gặp bản sao chép ở đây. Để mặc tiểu thư xấu hổ, cô có ý gì? Cô nói tôi mặc là hàng giả. Vậy cô ta mặc mới là chính hãng? Hưng thật nực cười. Bộ lễ phục này của tôi tám trăm nghìn đó, cô đã từng nhìn thấy chưa? Các cô chẳng qua không muốn đền tiền chứ gì. Nhưng rượu vang đã tung té khắp cả người tôi. Đạo lý này đang đứng về phía tôi. Đến đâu thì số tiền này cô cũng phải đền. Tạ nhiên tôi nói lại một lần nữa rượu vang này không phải tôi đổ càn quấy có gì tốt đẹp đối với cô chứ rượu vang đúng thế ngụy tổng mà vũ kỳ cô ta chính là Đó. ghen tị em đẹp hơn cô ta cho nên mới lấy rượu vang hát lên cả người em người ta thật sự rất ấm ức thật là đáng tiếc rồi Domain Romani con ty 4 triệu này của tôi lại bị cô lãng phí như vậy. Tạ tiểu thư cô muốn đền bù thế nào? Cái cái gì Domain Romani con ty? Nguyễn tổng anh đang nói đùa phải không? Rượu cao quý như thế, sao có thể tùy tiện để ở trên bàn được? Năm 1945, toàn cầu chỉ có 600 chai Domain Romani Conti. Được tôi đưa đến bữa tiệc làm món quà. Không ngờ lại bị tạ tiểu thư, lãng phí trên một đống rác như vậy. Chắc không phải cô cho rằng tôi chỉ chuẩn bị như thế thôi chứ. Tôi đã nói rồi. Rượu này là mặc vũ kỳ cô ta đổ lên người tôi. Cô ta đố kỵ tôi mà cùng kiểu với cô ta. kỵ tôi bắt mắt hơn cô ta, cho nên liền hãm hại tôi sỉ nhục tôi. Cô ấy thật đúng là đáng bị sỉ nhục. Anna nói cho cô ta biết, Cô ta đáng cười như boss. Bộ váy lễ phục cao cấp trên người cô, địch thực được mô phỏng từ nhà C. Hơn nữa kỹ thuật cũng tuyệt vời, rất khó để người khác phân biệt thật giả. Nhưng giả vẫn là giả thôi. Cô có thể lật cổ áo xuống, nhìn xem, có phải có một đường theo A mua không? Vậy đúng rồi đó. Nhưng váy cao cấp thực sự, lại theo tiếng Pháp ở đây, La mua là thể hiện tình yêu. Tạ tiểu thư, chỉ một từ A mua, nhưng lại bị người khác hiểu nhầm thành tình yêu vụng trộm. Vậy là cũng là thật rất hợp với tạ nghiên Xem ra người khác nhìn Hello. cô Hi. cũng rất Hi. chuẩn Hi. đó Tạ tiểu thư rượu 4 triệu này Đối với tôi mà nói không là gì cả Nhưng hôm nay trước mặt bao nhiêu người cô Khiến người của tài chính hoàn á tôi rất khó coi Người làm đồng sự trưởng như tôi rất khó làm rồi ha chi bằng như này Tôi để giới nổi tiếng Phong sát triệt để cô thấy thế nào Vũ kỳ tôi sai rồi Cô mau giúp tôi nói đỡ mấy lời đều là tôi đố kỳ cô Tất cả đều là tôi tự biên tự diễn Cô cô bảo ngụy Tổng đừng phong sát tôi Cầu xin cô giúp tôi đi. Lần nãy sẽ tha thứ cho cô. Nhanh chóng đi đi đừng ở đây gây rắc rối nữa. Nếu lần sau còn như vậy, tôi cũng không cứu nổi cô đâu. Bây giờ tôi sẽ đi. Tôi lập tức đi ngay. Cảm ơn Nguyễn Tổng. Cảm ơn Vũ Kỳ. Tôi đi trước đây. Được rồi Vũ Kỳ đi. Đi chào hỏi mấy người anh em cũ cùng tôi. vào đi, ngụy tổng tôi có một kế hoạch, anh xem một chút xem có được không? vũ kỳ rất năng nổ. kế hoạch dự án đầu tư tập đoàn thịnh thiên, gan cô rất lớn đấy. tập đoàn thịnh thiên thực lực, lực hùng hậu, ở trong ngành nổi tiếng khó bàn chuyện, nhưng tôi có lòng tin lấy được Ừm, rất tốt quả nhiên tôi không nhìn nhầm người. như này nhé lát nữa tôi lái xe đưa cô, đúng lúc có thể đi khảo sát thực tế, xem xem rốt cuộc có tự tin như cô nói không? Vũ Kỳ có căng thẳng không? Có một chút không sao, tôi có thể khắc phục. Ừ. Cậu nói tập đoàn Thịnh Thiên thái độ cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Tôi đã đến ba lần rồi, đến một lần cũng không nhìn thấy bóng người đâu. Anh tưởng à, người ta chính là người trong ngành. Anh muốn đầu tư. Anh không phải cầu xin người ta à, được rồi không nói nữa đi. Tập đoàn Thịnh Thiên khó đối phó như thế sao, càng là hàng đầu trong ngành, sẽ càng thận trọng hơn với bản thân. Sao thế sợ rồi? Không có, như vậy mới có thể khơi dậy ý chí chiến đấu chúng đồng ta đồng đi thôi. Vũ Kỳ bắt đầu từ bây giờ. Cô chính là trợ lý của tôi. Cô hãy gọi tôi là Ngụy Hiên nhé. Đi, đi thôi. Xin chào, tôi là Mạc Vũ, Vũ Kỳ của Tài chính Hoàn Á. Xin hỏi Lý Tổng Lý Thịnh Thiên có thương thương ở đây không? Mà. Tôi muốn tìm anh ấy bàn nhiệm vụ. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Có. thưa cô thật sự rất xin lỗi lý tổng của chúng tôi hàng ngày xử lý công việc rất nhiều lịch hẹn trước của cô bị hủy rồi cô xem như này tôi giúp cô hẹn lại một lần nữa cô hãy đứng sang bên này đợi xem sao nhé được vậy phiền cô rồi vậy mời cô đăng ký thông tin của cô ở đây được có chuyện gì thế bên ngoài bên cửa bị một chiếc xe chặn mà không nhìn thấy hả? nhanh chóng tìm người đưa đi. Lý tổng thực sự xin lỗi. bây giờ tôi sẽ tìm người lái xe đi ngay. xin lỗi đó là xe của tôi. tôi lập tức đi lái ra. các anh làm sao thấy tiện đỗ bừa bãi? nhanh chóng lái xe ra đi. được 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 tôi lập tức lái. Lý tổng xin lỗi. đó là xe của tôi. tôi lái đi ngay lập tức. à không không cần đi. đỗ ở đó cũng rất tốt. chăn gió ha ha. cái đó anh. à. Không anh đến tập đoàn Thịnh Thiên có chuyện gì sao? Tôi đi cùng giám đốc của chúng tôi đến bàn nghiệp vụ. Bàn nghiệp vụ à? Vậy còn đợi gì nữa? Đi lên cùng tôi đi nào. Lý Tổng nhưng bọn họ không có hẹn trước. Hơn nữa bây giờ bên trên có. Cô nhiều lời thế. Tôi nói sắp xếp là sắp xếp. Vâng được. giám đốc mà khách khí quá. sau bàn nghiệp vụ còn đích thân đến nữa thật sự khiến công ty chúng tôi hoảng hốt à nên thế ạ à? như vậy mới có thể thể hiện được thành ý của công ty chúng tôi ồ oh, ha 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 lý tổng tôi là kim hải tòng của tài chính hoàn á cung kính chờ đợi anh ngụy hiên sao cậu lại ở đây vấn đề này của kim tổng phải để tôi hỏi ông mới đúng chứ từ lúc nào cần đến kim tổng anh ra ngoài bàn hợp tác thế lẽ nào có bí mật gì không muốn để tôi biết sao phải nói chuyện đơn độc với lý tổng tôi tôi cũng chỉ là vì phát triển nghiệp vụ của công ty vậy thì không cần thiết bây giờ giám đốc mạc đại diện tài chính hoàn á đang bàn chuyện hợp tác với lý tổng rồi ông có thể về nghỉ ngơi được rồi hư ừ. cô ấy chỉ là tê cô gái fox có thể bàn được chuyện gì chứ tôi thế sau này không đem chuyện làm ăn tốt đẹp làm hỏng mới lạ kim tổng có phần hơi có chút tự tin nhỉ không bằng tôi và kim tổng cạnh tranh công bằng xem ai có thể bàn đàm phán kinh doanh được trước được giám đốc mạc Đừng tưởng cô là phụ nữ tôi sẽ nhường cô. Ai có thể đàm phán thành công tự dựa vào bản lĩnh? Được rồi các vị, chúng ta ngồi xuống đàm phán nhé. Lý Tổng mời. Tôi biết tập đoàn Thịnh Thiên là hàng đầu trong ngành của chúng ta, nhưng tài chính hoàn á của chúng tôi tư cách là sĩ nghiệp có giá trị trên thị trường cũng chưa kể quá nhiều. Tôi còn biết Lý Tổng gần đây cần gấp nguồn vốn. Tôi tin với năng lực của Hoàn Á chúng tôi, nhất định có thể giúp Lý Tổng vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Ha ha ha. Kim Tổng giỏi thật. Tập đoàn Thịnh Thiên thiếu hụt nguồn vốn. Tin tức nội bộ như này ông cũng biết, xem ra ông rất nhanh nhạy với tin tức của Thịnh Thiên nhỉ. Câu bớt ở đó khiêu khích chị Phi đi, với tư cách là người phụ trách dự án, hiểu được đối tượng đối tác của mình có gì không đúng. Nói thì là như vậy, nhưng tin tức lại phân trong ngoài. Tôi Lý nghĩ Lý Tổng cũng không muốn vì thóp như vậy, mà không thể không ký bản hợp đồng này nhỉ. Lý Tổng tôi không phải có ý gió. Tôi thật sự muốn giúp tôi một tay. Kim Tổng không cần giải thích nữa, tôi hiểu hay là xem điều kiện của Kim Tổng đi. Đây là hợp đồng của chúng tôi, mời anh xem qua. Chỉ đưa 5%. Xem ra thành ý của Kim Tổng lần này, quả thật không nhỏ nhỉ. Đương nhiên, lý tổng đừng bị tiểu nhân làm mù quáng lý tổng nếu đã xem xong hợp đồng của kim tổng không ngại xem hợp đồng của tôi chứ giám đốc mạc so sánh với hợp đồng của kim tổng điều kiện trong bản này của cô đối với tinh thiên chúng tôi có hơi hà khắc tuy điều kiện càng hà khắc nhưng hợp đồng của chúng tôi lại có thể mang đến lợi nhuận tốt hơn cho lý tổng ồ oh. Nói thử nghe xem, ngày nay ngành nghề sắt théo trong nước không dễ làm, tập đoàn Thịnh Thiên làm ngành nghề sắt thép, lão đại dẫn đầu chắc có nhiều cảm nghĩ. Trong tất cả dự án tôi tiếp xúc, có Lưu tổng đang tiến hành dự án công trình ở nước ép. Nếu Lý tổng có ý muốn hợp tác hạng mục này, tôi hoàn toàn có thể giới thiệu hai vị quen biết, Lưu tổng. Đó chẳng phải là đúng thế chính là người đó. Nếu hai người có thể hợp tác thành công, thì lợi nhuận rốt cuộc là năm hay là 10? có gì khác biệt chứ ha 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 giám đốc mạc tôi vô cùng hứng thú với bản hợp đồng của cô chi bằng chúng ta bàn bạc kỹ hơn một chút lý tổng đừng để con nha đầu này lừa đấy cô ta có thể quen biết lưu tổng gì đó cũng chỉ gọi là quê ra dựa vào đâu mà cho cô ta thể diện chứ kim hải tòng chuyện ông không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Nếu Lưu Tổng nhất định giữ thể diện cho giám đốc Mạc, thì ông làm thế nào đây? Tôi... Tôi sẽ ăn hợp đồng trước mặt mọi người. Được nói lời giữ lấy lời. Lý Tổng. Nếu giám đốc Mạc có thể thúc đẩy thành công hợp tác của anh với Lưu Tổng, vậy tôi hy vọng Lý Tổng có thể đẩy nhanh tiến độ hợp đồng, không thành vấn đề. Nếu thật sự có thể hợp tác cùng Lưu Tổng, vậy Mạc Tổng chính là đại ân nhân của Lý Mũ tôi. Giám đốc Mạc đã gọi điện thoại Lưu rồi ngụy hiên khả năng tôi đừng sợ hãy làm theo lời tôi nói là được rồi alo xin chào lưu tổng tôi là mạc vũ kỳ của tài chính hoàn á tôi có một người bạn lý tổng của tập đoàn thị thiên muốn làm quen với anh anh xem lý tổng đã rõ đã rõ hãy yên tâm tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa vâng vậy tôi gửi phương thức liên hệ của anh cho anh ấy Như này đã thành công rồi. Kim Tổng ông xem ông là Lý Tổng Kim Tổng đã răng cho anh một bẫy tốt. Cái gì? Được lắm Kim Hải Tổng ông. Lại chơi bẩn với tôi. Cút. Tập đoàn Thịnh Thiên chúng tôi không hoan nghênh loại cặn bã như này. Ấy đừng vội. Hợp đồng này còn chưa ăn đâu. Ngụy Hiên đừng có ức hiếp người quá đáng. Kim Tổng lời nói ra từ miệng của ông. Sao thế bây giờ ông không dám thừa nhận nữa? Kim Hải Tòng tôi nể tình bây giờ ông vẫn là một phân tử của tài chính hoàn á. Có thể không cần ăn hết. Chỉ ăn ba tờ. Đủ rồi chứ. Ngụy Hiên tôi nói, tôi nói cho cậu biết, đừng đắc ý quá. Sớm muộn tôi nhỉ? cũng sẽ khiến cậu không bước nổi xuống. Được rồi, được rồi, ăn mau lên. <laughs> Đợi đấy mà xem. Đợi đấy cho tôi. <laughs> giám đốc mạc hợp đồng chúng, chúng ta hãy nhanh chóng chạy, chạy lưu trình vậy vất vả lý tổng rồi vũ kỳ cô xuống dưới trước đợi tôi tôi còn có một vài lời muốn nói với liệu lý lý <laughs> huynh đệ làm tốt lắm ha ha ngụy ca anh muốn đào tạo mạc tiểu thư đúng thế tôi địch thực muốn đào tạo vũ kỳ để cô ấy có thể đảm nhiệm một mặt, sau này có thể kế thừa năng lực tài hoa của Mạc Lão. Nhưng Ngụy Ca, tôi nghe nói, giữa Mạc Tiểu Thư và Mạc Lão tiên sinh có chút hiểm khích, nhất định trong đó có chút hiểu nhầm. Như này cậu cử người đi điều tra xem, xem rốt cuộc có vấn đề gì không. Yên tâm đi tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ chân tướng. Được. Vậy hợp tác của tập đoàn Thịnh Thiên và tài chính hoàn á lần này, tôi rất hài lòng. Vương quốc Vĩnh Hằng sẽ thêm đầu tư một tỷ đến tập đoàn Thịnh Thiên làm cho tốt. Cảm ơn Ngụy Ca. <laughs> Ngụy Hiên là cái chó gì chứ? Năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của tôi. Thật xúi quẩy. Bác trai, Ngụy Hiên giữ lại ở tài chính Hoàn Á chắc chắn là một chúng ta phải nghĩ cách đuổi hắn ta đi. Cậu nói thì hay lắm, cậu nghĩ cách đi. Cách đương nhiên có. Vào đi. Là... Boss không hay rồi, bên, bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người qua đây xem cho tôi một lời nhận xét, Mạc Vũ Kỳ này, cô ta là một tay tôi nuôi lớn bây giờ cô ta lớn rồi có bản lĩnh rồi đen người nuôi dưỡng cô ta quên một cách sạch sẽ cô tần cô đừng làm loạn nữa có được có chuyện gì chúng ta lên rồi Thôi đi tôi không lên ở y lúc này mới biết mất mặt rồi à lúc cô bảo tôi ở nhà không thèm hỏi han sao cô không nói mất mặt đi tôi bị ốm vẫn phải làm việc lúc đó sao cô không nói mất mặt mặc vũ kỳ à mặc vũ kỳ cô thật sự là cái thứ Năm đó lúc mẹ cô bảo tôi nuôi cô, tôi đáng ra phải đặt cô vào chậu nước đó, dìm chết. Sao cháu lại không quan tâm cô chứ? Cô nói chuyện phải có lương tâm chứ. Có tháng nào cháu không gửi tiền cho cô? Chuyện cô ăn uống có cái nào không phải cháu lo? Lẽ nào đó đều không phải là tận hiếu sao? Ôi cô đang nói chuyện tiền bạc với tôi đấy à? Mặc Vũ Kỳ cô thật sự là giám đốc lớn nhỉ? Mỗi tháng gửi về chút tiền. Một hai đồng bạc. Cô gửi cho ăn xin đấy à? Sao nào chỉ vì không phải tôi đẻ ra cô? Tôi không xứng để tiêu nhiều tiền hơn chút sao? Cô suốt ngày ra ngoài đánh bài, cho cô bao nhiêu tiền cũng không đủ tiêu, còn không bằng tích góp cho cô dưỡng lão. Mỗi tháng gửi cho cô 3.000 tiền phí sinh hoạt, sao không đủ tiêu chứ? Cô bị ốm tiền thuốc thang để cô bỏ ra một đồng sao. Ô cô thật sự biết bịa chuyện nhỉ. Vào thành phố mới được mấy năm, cô đã không như trước rồi nhỉ. Vu khống người khác, mồm mép này được đấy. Ông trời ơi, tôi không thể sống được nữa. Già rồi, già rồi, còn bị đứa bé tôi nuôi, Hát nước bẩn lên cả người. Tôi không thể sống nữa. Không sống nữa, tôi không sống nữa. <laughs> Xảy ra chuyện gì vậy? thế? Sao thế? Ừ. Cậu chính ừ. là lãnh đạo ừ. cấp, ừ. cấp, ừ. cấp ừ. cao của công ty này. Đúng lúc lắm. mà vũ kỳ của công ty các cậu cô ta bất hiếu. Ừ. Làm ra chuyện xấu xa bị ừ. xét đánh. Ừ. Cậu có quả khả? Ừ. Sao nào? Tôi đang nói ừ. với cậu đấy. Cậu không nghe thấy hả? Vâng. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích. Công ty các cậu, một người cũng không chạy nổi. Bà là mẹ của Mạc Vũ Kỳ. Lão nương có phải là mẹ có liên quan gì hả? Từ lúc cô ta biết nói. Lão nương đã một tay nuôi cô ta khôn lớn. Hôm nay tiêu của cô ta chút tiền không nên sao. Nói lời vô căn cứ. Với những hiểu biết của tôi về giám đốc Mạc, cô ấy tuyệt đối không phải như là loại người quá quắt như tán bà nói bà nói đi nói lại đều là lời sáo rỗng có chứng cứ không bà vu khống cho công nhân của công ty chúng tôi như vậy tôi có thể kiện bà tội phỉ báng ôi cậu đang nói chuyện luật pháp với tôi đấy à lão nương không sợ tôi còn nói cho cậu biết cô ta chính là một đứa con gái bất hiếu à muốn chuyện này qua được cô ta chính là đồ khốn đáng bị dìm chết à không phải cậu muốn chứng cứ sao vậy được lão nương đây cho cậu chứng cứ vết thương này của bà bị từ khi nào từ khi nào à chính là tôi lần trước lúc đưa tôi tiền phí đồng sinh đồng hoạt. Vậy phải là chuyện của tháng trước rồi. Vết thương này chăm sóc cũng tốt thật đấy. Nhìn thấy, giống như mới bị đánh hai ngày nay. Liên liên, liên quan gì đến cậu? Tôi chỉ hỏi quản hay không quản. Hà, nếu cậu không quản, đi ra. Đừng cản trở tôi kêu hoan ở đây. Sao lại không quản? Nhưng, tôi trước nay là một người nói đạo lý. Làm chuyện gì, cũng phải điều tra rõ ngoạn ngành. Bà nói mà Vũ Kỳ không cấp dưỡng tiền cho bà, không quan tâm sự sống chết của bà. Bà không có chứng cứ, Tôi có. Cái này chính là bảng sao kê ngân hàng của giám đốc bên trên này cho thấy hàng tháng cô ấy đều gửi 3.000 vào một số tài khoản cố định. Số tài khoản này có phải của bà hay không? Điều tra thì sẽ rõ thôi. Ôi trời! Cuối cùng tôi cũng nhìn ra rồi. Các ngươi đều là cùng một ruột. Các người bắt tay nhau ức hiếp một bà già, không hiểu gì cả. Hả? Các người, các người còn cho tôi vào bẫy. Mạc Vũ Kỳ à, Mạc Vũ Kỳ. Trước đây tôi nghe nói, cô có quan hệ bất chính với cấp trên à, mới được thăng chức. Ôi trời không ngờ được, điều này là thật. Sao cô có thể nói ra những lời như đây là sự thật, sao lại không thể nói chứ, hả? Cô nói cô xem. Cô chỉ là một thực tập sinh mới nhận chức. Dựa vào đâu mà chuyển người đã, biến thành một đại giám đốc rồi. Hà, Đây chắc chắn là dùng thủ đoạn dơ bẩn gì rồi. Sao tôi lại có thể nuôi một cái thứ không cần thể diện thế chứ? Cái tát này là dễ dỗ. Sau này nói chuyện phải suy nghĩ. Cô 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 dám đánh tôi. Tôi 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 liều mạng với cô. Được rồi. Số tiền mấy năm nay bà tiêu tốn vào cờ bạc. Bà. bà không tính được rõ ràng. Có người tính giúp bà. Vốn dĩ tôi nể tình giám đốc mạc. Không tính toán với bà. Nhưng có một số người muốn tìm đường chết. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí bà già cuối cùng cũng tìm được bà rồi. nợ ba ba triệu liên muốn chạy à nằm mơ đi tôi nói cho bà biết hôm nay là ngày cuối cùng vẫn không trả tiền lão tử sẽ tháo chân tay của bà đi đổi lấy tiền hãy cho tôi thêm mấy ngày nữa tôi tôi đã sắp gom được tiền rồi còn thêm mấy ngày thêm mấy ngày nữa bà chạy mất tích rồi tôi nói cho bà biết hôm nay phải trả vũ kỳ con hãy thứ gì tần đi. Nếu hôm át ta không trả tiền cho họ, đám người này sẽ lấy mạng bà già này. Hừm, sao nào? Bây giờ nghĩ đến giám đốc mạc rồi à? Lúc nãy không phải bà hận đến mức muốn bóp chết cô ấy sao? Bà già, làm người phải có lương tâm. Không có lương tâm. Không bằng cầm thú. Vâng, vâng, vâng. Tôi không có lương tâm. Tôi không là cái thá gì cả. Tôi cầu xin mọi người cầu xin cậu đấy. Nếu không đám người này, thật sự sẽ đánh chết tôi mất. Nợ tiền trả tiền là đạo lý hiển nhiên nể tình cô nuôi giám đốc mạc bao nhiêu năm nay tôi có thể giúp bà nhưng tôi có một điều kiện chỉ cần có thể trả tiền điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý rất đơn giản viết một bản cam kết ba triệu này coi như là phí phụng dưỡng của giám đốc mạc chi trả một lần cho bà sau này không thể dùng bất cứ hình thức nào đến quấy rể giám đốc hương được 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 ư ừ, tôi viết bây giờ tôi sẽ viết cậu xem như này có được không ôi trời ôi trời không có mực dấu không đóng dấu vân tay được ừm tôi tôi có cách cậu xem như này được không hai vị hãy đi theo tôi bà già vận may cũng được đấy lần này tha cho bà một hy vọng lần sau bà vẫn sẽ có cơ hội tốt như này đi theo tôi tôi có lời nói với bà bà và mẹ ruột của mạc cũng có quan hệ gì sao bà ấy lại đem cô ấy giao cho bà tôi từng là bảo mẫu của mạc ra sau đó tôi nghỉ việc về quê sau đó đột nhiên có một người phụ nữ ôm vũ kỳ mới được 3 tuổi đến tìm tôi cô ấy bảo tôi chăm sóc vũ kỳ cho tốt cô ấy còn cho tôi một số tiền lớn người phụ nữ này còn nói đợi sau này vũ kỳ lớn sẽ có người đến đón cô ấy mấy năm đầu cô ấy còn gọi điện thoại đến hỏi han sau đó cô ấy liền không có tin tức nữa bà không quen người phụ nữ đó và mẹ của vũ kỳ đâu tôi không quen người phụ nữ đó trừ lần đó cô ta đưa vũ kỳ đến đã không đến nữa rồi mà phu nhân từ sau khi tôi nghỉ việc đã không nhìn thấy bà ấy nữa hệ của mạc phu nhân và chồng bà ấy thế nào Lúc tôi còn ở Mạc Gia, quan hệ của bọn họ rất tốt. Lúc đó Mạc Phu Nhân đang mang thai. Vào giữa mùa đông, nửa đêm nửa hôm muốn ăn đào. Mạc Tiên Sinh cũng lái xe ra ngoài, đi tìm cho bà rất thương bà ấy. Bà đưa số điện thoại của người phụ nữ đó cho tôi. Bà có thể đi rồi. Oh. tôi xác nhận lại một chút. Vâng được. Cô ta ở đó ngồi ngẩy bao lâu rồi? Giám đốc Mạc, Ngụy Tổng tìm cô có việc được bây giờ tôi sẽ đi xem ra mọi người đều rảnh rối quá nhỉ giám đốc mạc vừa mới nói rồi làm lỡ thời gian làm việc của mọi người lát nữa mời mọi người uống trà sữa các vị nhân phẩm của giám đốc mạc mọi người đều hiểu rõ chứ rõ vậy mọi người chuyên tâm làm việc đi lát nữa tôi mang trà sữa qua ngụy tổng anh tìm tôi đem hợp đồng của tập đoàn thịnh thiên đưa qua đó cho lý tổng sau đó hãy về nghỉ ngơi một chút đi chuyện đã qua rồi đừng để trong lòng sẽ ổn thôi ngụy tổng cảm ơn anh à ngụy tổng sau này tôi có thể gọi anh là anh ngụy không được yên tâm có tôi ở đây trời có sụp xuống tôi cũng sẽ đỡ cho cô ừm Sao bà vẫn chưa đi? đi? À, bây giờ sẽ đi. Đi theo tôi đi. Tôi dẫn bà đi ăn chút gì ngon. Sau đó đưa bà ra tàu. Vũ Kỳ, đây là lần cuối cùng tôi giúp bà. Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Ờ. Tiểu Trần, đến đây một lát. Vâng, Giám đốc Mạc. Chuyện đó chị đừng để trong lòng. Bây giờ những người trên mạng thích xem náo nhiệt. Qua hai ngày nữa sẽ quên thôi xem nào nhiệt cái gì, xảy ra chuyện gì rồi. À, chị vẫn chưa biết. À, Tối hôm qua, tối qua trên mạng đều đang nói chị cái gì? Ừ, chuyện đó tôi về trước đây. Vậy cô nói thử xem, cô là một thực tập sinh mới được hiện chức, dựa vào đâu vừa xoay mình đã biến thành một giám đốc lớn rồi? Sao tôi lại nuôi cô thành một thứ không cần mặt mũi gì ừ. hết? Giám đốc mặc mặc vũ khí có ở đây không? Mặc vũ khí cô thật là có bản lĩnh nhỉ? Nhanh nhanh nhanh, vừa mới làm giám đốc không lâu, hoàn á đã bị thanh danh của cô bôi nhọ rồi. Mạc Tiểu Thư, tôi muốn hỏi một chút. Cô thật sự giống như lời nói trên mạng. Sao trá bất hiếu, kiêu ngạo độc đoán. Sao cô có thể ngồi lên được vị trí giám hoàn toàn là dựa vào quan hệ lên chức có phải không? Anh nói láo. Sự thật căn bản không phải là như vậy. Là có người muốn vu oan giáng họa tôi. Video mọi người nhìn thấy trên mạng đều là có người cố ý chỉnh sửa. Chân tướng thật sự không phải như vậy. Chân tướng. Ai quan tâm chân tướng là gì? Người trên mạng chỉ muốn nhìn những thứ họ nhìn thấy. Ví dụ như cô dựa vào việc ngủ trở thành tổng giám đốc của Hoàn Á. Cô và tên nhãi ngụy hiên đó chính là một đôi cầu nằm trong tổ chui ra. Anh tưởng tất cả mọi người đều bẩn thỉu như anh à? Hừm, đồng nghiệp của tôi có thể chứng minh sự trong sạch cho tôi. Không phải anh muốn phỏng vấn sao? Anh có thể đi hỏi bọn họ, xem xem rốt cuộc chân tướng là gì. Ha 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 ha. Lời của những đồng nghiệp này của cô ai tin chứ? Bọn họ đi làm ở đây. Ai dám đắc tội với người bên cạnh của ông chủ như cô? Cô bảo đi hỏi người khác. Sao lại không dám tự trả lời? Có phải là không dám nói không? Có phải không muốn để người khác biết? Tối qua rốt cuộc cô đã làm gì? Được. Được. Các vị. Vậy tôi sẽ cho mọi người xem một chút, giám đốc Mạc đạo mạo trang nghiêm, đời sống cá nhân rốt cuộc buông thả bao nhiêu. Ngụy tổng nhẹ chút. Nhanh nhanh nhanh, chụp cô ta các vị ta, giám đốc Mạc của các người tối hôm qua. Con nông nhiệt với Ngụy Hiên như này Anh nói láo Thế nào các vị Không phải Đây không phải là tôi không có Mà tiểu thư Hóa ra cô thật sự có quan hệ với Ngụy Tiên Sinh Hành vi như này của mọi người hại đến hình tượng công ty Hai người thật sự không cảm thấy xấu hổ sao à? Hỏi hay lắm nhưng với tư cách là nam chính trong video, sao cậu không phỏng vấn tôi đi? Anh chính là Ngụy Hiên, tốt quá rồi. Ngụy tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, anh thực sự vì thích Mạc Vũ Kỳ mới để bạt cô ấy làm giám đốc sao? Đúng thế. Đương nhiên bởi vì tôi nhìn chúng cô ấy cho nên mới để bạt cô ấy làm giám đốc. Vậy tất cả những chuyện này đều là thật. Cái gì mà thật thật giả giả? Tôi nhìn được năng lực của giám đốc Mạc mới để bạt cô ấy làm giám đốc lẽ nào cũng cần mọi người chấp nhận thông qua sao? Bớt ở đây nói vớ vẩn đi. Anh và Mạc Vũ Kỳ chính là một đôi cầu nam nữ, bại hoại thanh danh của công ty còn có mặt mũi ở đây nói vớ vẩn Kim bằng huy một người bị công ty đuổi việc chó mất nhà như cậu có Tức tư cách gì sủa ở đây ngụy hiên anh chính là eighth... không thấy quan tài không đổi lệ à cổ à. phiếu của công ty hoàn á đã bị Cái chuyện bẩn thỉu của hai người các người đầy rớt rồi còn ở đây kiêu ngạo gì nhân lúc bây giờ còn có thể cứu nhanh chóng thu dọn đi dẫn theo tiểu tình nhân của anh nhanh chóng cút xéo đi tôi sao phải cút là bởi vì video nhảm nhí đó của cậu làm sao tôi biết video này của cậu có phải giống hệt lưu truyền trên mạng không cũng là ác ý cắt ghép biết anh sẽ rời trò được tôi sẽ cho anh thua một cách tâm phục khẩu phục đến dưới lầu rồi được lên đây mau lên tôi phải cho tên ngụy hiên này câm mùng cút xéo Ngụy Hiên, hôm đó trên bữa tiệc, đánh lão mày ba cái tát, lão mày vẫn còn nhớ đấy. Bây giờ tao cho mày một cơ hội, để lão mày, cũng thưởng cho mày ba cái bạt tai, hết tức rồi. Lão mày sẽ không để cho Sông mày khó coi như thế. Làm sao đây, tôi không muốn cho cậu cơ hội này. Được, cho mày thể diện mày không cần. Đợi lát nữa cho dù mày quỳ xuống dưới giày lão mày, cũng đừng mong lão mày tha cho. Hừm, kim thiếu. Người tôi đưa đến cho anh rồi cô tần bà già nói xem tối qua bà đã nhìn thấy những gì hôm qua hà à đúng chính là tối qua trên người tôi không còn một xu nào tôi liền muốn tìm mạc vũ kỳ xin ít lộ phí về nhà kết quả chính là để tôi nhìn thấy mạc vũ kỳ này và anh ta hai người vừa gặm vừa chạy À, đi khách sạn hai người không biết liêm sỉ này còn chưa vào trong hai người đó đã ôm nhau rồi thật là không cần mặt mũi cô tần cô thật sự sự tốt quá đấy hôm qua tôi đưa cô đến ở đâu có thời gian đi đi ăn chơi chắc tám tối qua lúc cô đưa tôi đến ra tàu đó là 8 giờ tối cô còn nhiều thời gian lắm mặc vũ thì cô đừng giả bộ nữa trước đây cô ở dưới người nổi tiếng chẳng phải là cũng chưa ông dụ bướm như vậy sao rất buông thả ngụy tổng tôi khuyên anh đổi người khác đi loại phụ nữ như cô ta rất nhiều lòng dạ cẩn thận có ngày nuốt chừng anh đấy ha <laughs> ha Tôi còn tưởng cậu tìm người lợi hại gì đến đây chứ, hóa ra là chỉ như này, Kim Bằng Huy. Lần trước tôi thưởng cho cậu ba cái tát, lần này, tôi thưởng gì cho cậu tốt đây? Hù dọa dạ ai thế? Ngụy Thiên, tôi phát hiện anh thật sự rất cứng miệng. Đến bây giờ, sắp chết rồi vẫn cố được. Anh cũng được đấy, đây có gì khó khăn chứ? Các người vu hoan như này cũng quá lộ liễu rồi nhỉ. Sáng hôm qua, bà già này vừa ở chỗ tôi đây quậy phá, buổi tối video liền lan truyền trên mạng. Bây giờ cậu lại dẫn người đến đây làm loạn. Kim Bằng Huy, cậu cũng vội vàng quá rồi đấy. Tôi chính là cố ý vu hoan. Thì sao nào? Dù sao nước bẩn cũng đã hất ra rồi. Anh và Mạc Vũ Kỳ, một đứa cũng đừng mong rửa sạch sẽ. Này bà già, bà nói tối hôm qua Mạc Vũ đưa bà đến ga tàu. Ý của bà là, chiều hôm qua, Tôi và Mạc Vũ Kỳ ăn chơi chắc táng ở khách sạn. Bị bà nhìn thấy, hừ. Chiều hôm qua, Mạc Vũ Kỳ đi đưa hợp đồng đến Thịnh Thiên, Lý Tổng của Thịnh Thiên, hoàn toàn có thể làm chứng. Vô dĩ anh không nói Lý Tổng thì thôi đi, nhưng anh cứ phải nói ra. Anh tự ý hối lộ Lý Tổng của Thịnh Thiên một tỷ, ác ý cạnh tranh hợp đồng của Kim Tổng, Ngụy Hiên. Xem ra, anh thật không là cái thá gì cả. Hợp tác của tôi và Lý Tổng hoàn toàn là đi theo lưu trình chính quy, sao lại nói cá nhân. Ngược lại cậu, Chuyện của, của hai công ty chúng tôi, cậu là người ngoài, sao lại biết rõ thế, lẽ nào sở thích của Kim Tổng là Nheo mả gà đồng, bớt nói nhảm nhí đi, dù sao Lý Tổng làm chứ không được tính là gì, được Vậy cái này Đây đây là Đây là camera 8 giờ tối hôm ở ga tàu Mạc Vũ Kỳ, Đích thật đi tiễn bà già này, ha 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 thế thì sao nào cái này liên quan cướp gì đến anh và mạc vũ kỳ kim bằng huy tôi phát hiện cậu không phải xấu mà là ngu nếu tôi là cậu trước khi nói sẽ xem lại video trong tay mạc vũ kỳ nếu đã ăn chơi chắc tám với tôi ở khách sạn lại còn đưa người đi ra tàu sao cô ấy thật sự bận à đây chiếc đồng hồ này hỏng rồi hừm thật sao cậu nhìn kỹ lại xem Người phụ nữ trong video, trên cổ có nốt ruồi, giống y hệt với nốt ruồi trên cổ của tạ tiểu thư, Kim Bằng Huy. Bây giờ cậu còn gì để nói nữa không? Cho dù video là giả, Ngụy Hiên Anh cũng không thoát khỏi can dự đâu. Anh lợi dụng thủ đoạn bất pháp, cướp camera lắp nơi công cộng. Đây là vi phạm quyền riêng tư, cũng bôi nhọ hình tượng của công ty. Cũng phải cút ra khỏi hoàn á. Ai nói với cậu camera video của tôi là trộm về, anh lấy camera ở ga tàu ra. Chắc không phải anh nói vớ vẩn, ga tàu là nhà anh mở đấy chứ. Ga tàu đương nhiên không phải của nhà tôi, nhưng khách sạn đỉnh thịnh bên cạnh ga tàu là của tôi. Thật ngại quá. Với tư cách là ông chủ, tôi hoàn toàn có quyền check camera. Kim Thiếu, bây giờ cậu còn gì nghi vấn nữa? Coi như tiểu tử mày may mắn. Lần này bỏ đi. Chúng ta đi. Dừng lại. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cậu coi Hoàn Á là cái chợ sao? Kim Bằng Huy cậu năm lần bảy lượt muốn bôi nhọ thanh danh của tôi và giám đốc mạc món nợ này tính thế nào lão mày xin lỗi mày là được chứ gì xin lỗi có tác dụng gì ăn miếng trả miếng không phải càng thú vị hơn sao anh muốn gì cậu vất vả mời người phóng viên đến đây cũng không thể để người ta ra về tay trắng chứ nhỉ ở chỗ tôi đây có một bản thân liên quan đến đời tư lỗn hoang của phú nhị đại không biết cậu có hứng thú không rất kích thích đó Không kém gì loại đó <laughs> Kích thích thế sao Ngụy Hiên Anh nén cái quái gì thế Tôi chỉ là nghĩ Đem một số người có đời tư hỗn loạn đang lên măng Để mọi người cùng xem náo nhiệt Chỉ vậy mà thôi Tôi tin với năng lực của công ty cậu Trong vòng 2 tiếng Sẽ là tiêu đề hot hàng đầu chắc là chuyện đơn giản Has. <laughs> ngụy tổng đám phóng viên nhỏ bé như chúng tôi đây có lúc báo những chuyện không căn cứ nhưng chúng tôi có đạo nghĩa dù sao chúng tôi cũng là kim thiếu sắp xếp đến tôi đưa ra một triệu đây đây không phải vấn đề tiền đô la không thành vấn đề công ty chúng tôi trong cái ngành này dám gọi thứ hai không ai dám gọi thứ nhất danh tiêu hảo thủy quân dẫn dắt dự luật chúng tôi đều rất chuyên nghiệp đảm bảo anh hài lòng rất tốt Vậy tôi sẽ đợi xem kịch hay rồi. Được, được, được. Bây giờ sẽ sắp xếp luôn. Đi, đi, đi. Kim Bằng Huy, cậu đã muốn chơi xấu tôi như Uthis. Vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu. Từ nay về sau, Kim Bằng Huy cậu chính là trục qua đường. Bất cứ ai cũng có thể mắng mỏ chế diễu. Được lắm. Ngụy Hiên, mày cứ đắc ý đi. Sẽ có một ngày, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc đắc tội tao này <laughs> ngụy tổng tôi cầu xin cậu tôi thực sự bị tiền che mờ mắt rồi sau này tôi sẽ không dám nữa tôi cầu xin cậu tôi đã cho bà cơ hội rồi bây giờ hối hận đã muộn rồi nếu bà đã thích tiền đến như vậy vậy tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cho bà để bà đủ tiêu ở bên đó không tôi không cần ngụy tổng tôi cầu xin cậu đấy người đâu tôi cầu xin cậu đấy ngụy tổng tôi cầu xin cậu ngụy tổng đừng ngụy tổng tôi cũng bị người khác đào hố hại căn bản không phải cùng đường với mấy người đấy anh anh đại nhận đại lượng tha cho tôi một lần này chỉ cần ngụy tổng đồng ý tha cho người fda người ta sẽ tùy ngụy tổng xử lý loại hàng như cô nhắc rét cho tôi còn không xứng. Nhưng lúc tôi còn chưa thay đổi chú ý, mau cút nhanh. Vô dĩ muốn trả cho anh một ân huệ, nếu anh đã ngu cuồng như vậy, vậy tôi sẽ đợi xem xem. Cái ngày anh bị người ta đạp xuống dưới chân. Hừm. Thật là nằm mơ giữa ba ngày. Hừm. Mày có ý gì? Dùng xong rồi thì vứt. Lão mày bây giờ đến cửa cũng không dám ra. Chúng mày một câu coi như xong chuyện à hả? Thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chẳng qua chỉ là kẻ vô dụng. Không ném đi lẽ nào còn mang về. Cô phụng sao? Chúng mày có còn là người nữa không vậy? Lão mày liều với mày có tin kim bằng huy. Cậu muốn chết. Sao nào muốn giết tôi? Nào mày động thủ đi. Cậu tưởng tôi không dám. <laughs> Ai? Ai đấy? Kim Bằng Huy, tôi nói đồ đầu lợn cậu, sao lại có nhiều chiêu độc thế? Hóa ra sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Nhưng bây giờ xem ra cái thứ cậu, cũng bị vứt bỏ rồi. Ngụy Thiên mày còn có mặt mũi nói. Nếu không phải là mày, tao hà tất phải làm ra chuyện rắc rối như này. Phí lời với hắn ta làm gì? Nếu hắn ta đã tự nộp mạng, cũng bớt cho tôi nhiều việc. Ngụy Hiên thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa mày lại cứ đến. Hôm nay tao sẽ lấy cái mạng này của mày. Vậy phải xem mày có cơ hội đó hay không. Tôi muốn hắn ta chết, hắn ta không thể sống. tiểu mỹ nhân lần trước cô làm anh dai tôi đây đau lắm đấy hôm nay đừng trách anh dai không khách khí nhé chỉ có anh thả ngựa đi đồ đàn bà thối cho cô mặt mũi Đồ ngu xuẩn các ngươi đều phải chết À Boss <laughs> cẩn thận Anna Anna cô không sao chứ Tôi không sao <laughs> Boss Tên nhãi đó sắp chạy rồi <laughs> Kim bằng huy <laughs> May chọc <laughs> giận tao rồi Ngụy Hiên anh Anh tha cho tôi Tôi cũng là bị ép Chỉ cần anh tha cho tôi Tôi sẽ nói cho anh biết Là là ai muốn xử anh Cầu xin anh tha cho tôi Tha cho mày là chuyện của thực đế còn tao chỉ phụ trách tiễn mày lên gặp Thượng Đế. Kdng Sao rồi có thể đi được không? Không, không sao, Boss không vấn cần, vấn cần vấn phải lo. <cười> <cười> Hay đấy dẫn về thẩm tra cho kỹ. Vâng, kim tổng ngụy hiên hắn ta ngụy hiên tên khốn kiếp mày ức hiếp người quá đáng đi bây giờ tao sẽ cho tên khốn mày chết kim tổng anh không thể xúc động khốn kiếp hận thù chồng chức cũng không xúc động cậu còn chút tâm huyết không cút đều cút hết cho tôi kim tổng muốn báo thù vẫn phải tính kế lâu dài Coi tôi là ai chứ? Hóa ra là mày con chó của Ngụy Thiên. Giao lại đến đây chiêu hàng. Nói cho mày biết. Tao và Ngụy Hiên không chết không thôi. Kim Tổng Anh chính là như vậy. Làm việc quá xúc động. Thiệt thòi cũng là đáng đời. Đừng tưởng hai chúng ta có chút quan hệ. Tôi sẽ không dám đánh cậu. Bây giờ lập tức cút đi cho tôi. Anh đừng vội nóng. Đuổi tôi đi. Lão để tôi hôm nay mang đến một diệu kế. Đảm bảo anh có thể đem thằng quát Ngụy Hiên. Hừm, cậu coi tôi là ngốc. Dựa vào đâu tôi tin một con chó như Kim Hải Tòng. Đừng có rượu người không uống muốn uống rượu phạt. Người đâu? Dẫn Kim Tổng đi. Lâm Hải cậu muốn làm gì? Nếu anh đã không nghe lời, vậy tôi chỉ đánh dẫn anh đi gặp tiên sinh. Gặp tiên sinh anh chắc chắn sẽ hối hận không đồng ý hợp tác với tôi. Ra, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, Lâm Hải. Lâm Hải mày bỏ tao ra. Boss, đây là khẩu cung của người đó. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của tôi, thiên viên ra không ngồi được nữa. Vâng, lần trước bọn chúng không tiếc số tiền lớn, thuê sát thủ Suranomon có thể thấy đám cận bã này muốn dồn boss vào chỗ chết. đáng tiếc quân cờ thiếu một chiêu. năm đó đám ngu xuẩn này chính là bại dưới tay của ta. bao nhiêu năm qua rồi, một chút tiến bộ cũng không có. boss chúng ta có cần phải yên tâm đi bọn chúng sẽ đến nữa. chúng ta chỉ cần đợi là được rồi. ở đây không còn chuyện gì, cô lui xuống trước đi. vâng. này cẩn bã. <laughs> tại sao ngụy ca và anna lại ôm nhau lẽ nào bọn họ là một đôi sao kỳ lạ mình tại sao mình lại buồn như vậy lẽ nào mình đối với ngụy ca chị anna mạc tiểu thư mạc tiểu thư đến tìm boss sao bây giờ vào đi boss đang rảnh vâng cảm ơn chị anna chị anna cái đó Chị và anh Ngụy Hiên Hai người là Hả à Không có gì À em Đi vào trước đây Được Sao thế ai chọc giận em thế Xin lỗi Vừa này em có chút kích động Ngụy ca em không dọa dạ anh chứ Cũng may gan tôi lớn không bị em dọa dạ. À đúng rồi Em tìm tôi có chuyện gì À đúng rồi đây là một bản kế hoạch thừa ra anh biết lần này vì chuyện của em vào thí nghiệp công ty bị ảnh hưởng không nhỏ tuy nghị ca anh qua đây lội ngược dòng nhưng dẫn đến tổn thất hình tượng cho công ty vẫn không thể đào ngược thực ra những chuyện này không phải là lỗi của em nhưng khắc mà nói đám khốn nạn đó là nhầm vào tôi nhưng thực sự do em mà ra. Vũ Kỳ, em trưởng thành hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tốt lắm, tôi phê chuẩn. Tốt quá, Ngụy ca, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh đối với em. Ừ, ừ Ngụy ca. Em có thể hỏi anh một chuyện cá nhân nhỏ nhỏ không? Chuyện gì? Cái đó anh và chị Anna là quan hệ gì? Quan hệ. Cô ấy chỉ là thư ký của tôi chỉ không có chút thân mật hơn sao ừ. ừ nói như này chuyện ăn uống ngủ nghỉ của tôi đích thực đều không rời xa cô ấy được cô ấy rất quan trọng với tôi điểm này em đúng thật không so sánh được sao thế hai người cãi nhau sao không có ngụy ca anh yên tâm đi em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa sẽ không thua bất cứ ai kể cả chị anna nha đầu này khát vọng chiến thắng rất mạnh. Lái xe đi. Giám đốc mà Cô thật sự rất vất vả. Buổi họp báo công khai này mới kết thúc. Lại ngựa không dừng vó làm việc miễn phí, mở lớp học mở tài chính trực tuyến, bây giờ lại chuẩn bị đồ từ thiện thật khiến người ta không phục. Huyện A bây giờ đang bị ảnh hưởng mưa bão, giao thông không tiện. Tôi cũng muốn cố gắng chút công sức, không phải là vì cứu vãn hình tượng công chúa, chỉ là muốn đóng góp một phần mà thôi. Ừm, mọi người đều là đồng bào, không thể chối từ. Ngụy Hiên cuối cùng mày cũng đến rồi. Kim Hải Chị Tòng. Có chuyện chơi gì chơi thì nhầm vào tao, thả vũ khí ra, nếu tôi tao không thả, thả thì sao, thì đừng trách tao không khách khí. Giữ hắn tôi ta lại cho tôi, đứng lại. Bảo người, tôi của, tôi. Bảo người của mày khúc về, ai dám động. Mà vũ, vũ khí bây giờ sẽ nổ tan xương thịt nát, rốt cuộc tôi muốn làm gì? Làm gì? Tao muốn mày nợ máu trả bằng máu. Kim Hải Tòng tao hôm nay sẽ tay đôi với mày, làm một trận sinh tử thế nào? Trận sinh tử, tại sao tao phải cùng một người điên như mày làm loạn ở đây dựa vào cái này đã đủ chưa trên người tao buộc đầy thuốc nổ bây giờ mày muốn chạy cũng không kịp đâu mày sẽ cùng tao xương tan thịt nát cùng chết thật là một lão điên nói đi mày muốn cược thế nào ha 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 rất đơn giản ở đây có sáu cái túi bốn cái trống trong đó có một cái đựng máy điều khiển có thể khiến đang trên người mặc vũ khí dừng lại. Còn một cái khác sẽ đóng mày ở đây. Bằng thế nào? Có dám không? Chỉ là đem đóng đinh tay lên bàn. Như vậy thôi à? Ha 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 ha. Đương nhiên không phải nếu mày ấn vào máy điều khiển tất cả chúng mày đều có thể bình an rời khỏi đây tao tuyệt đối không cản trở nhưng nếu tao nhấn được vào chiếc điều khiển mày phải thay cho mạc vũ kỳ chết ở đây sao nào có sợ không sợ thì hãy dẫn theo người của mày cút tao sẽ coi như mày chưa từng đến nhưng mạc vũ kỳ sẽ bắt buộc phải chết được tao chơi cùng với mày được Nhã hiên tao sẽ nhặt xác cho mày. Tao sẽ khiến mày cả đời quy xuống sám hối với kim gia chúng tao. Ha ha ha. Rất tiếc không chú? Ngụy hiên đến mày rồi. Kim hải tòng. Ông biết sự khác biệt giữa vương và nô là gì không? Là bản năng trước mặt vương. Nô cho dù có ngông cuồng như nào, cuối cùng cũng sẽ khuất phục dưới vương uy. Ông biết trở thành vương cần những gì không? Là dũng khí và dã tâm. Kim Hải Tòng Xem ra vận may của ông không tồi, như này tiết kiệm được không ít thời gian. Bây giờ chỉ còn lại hai túi nữa. Ông chọn cái nào? Tôi. Sao thế không dám à? Là sợ bản thân cược thua. Hay là trong túi này, căn bản không có cái điều khiển nào, đều là đinh giải hạ. Kim Hải Tòng ông có dũng khí và dã tâm. Nhưng điều đáng tiếc là... Ông không chiến thắng nổi bản NAG bỏ tao ra, khốn khiếp mày bỏ tao ra. Vũ Kỳ thế nào rồi? Cơ thể có bị thương không? Ngụy ca anh mau lên đừng quan tâm em. Bom hẹn giờ trên người em. Căn bản không có thiết bị tạm dừng nào. Kim Hải tòng tên đi nó. Chính là muốn hại chết anh. Anh mau đi đi. Boss máy đến ngược nhanh hơn rồi. Ha 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 ha. Ngụy Hiên mày hết cách rồi chứ. Tao không đánh nổi mày thì sao Ano? Tôi sẽ hại chết người bên cạnh mà. Khiến mày chán ghét. Tao cũng, Tao cũng sẽ để mày nếm thử mùi vị. Người mày coi trọng chết trước mặt mày Bản thân lại bất lực Ha 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 Chặn nghiệm ông ta lại cho tôi Nếu còn thêm một tiếng nữa sẽ cắt đứt đầu lưỡi của ông ta cho tôi Vâng Ngụy ca, anh mai đi đi Vũ Kỳ, hãy tin anh Em tin anh. Được vậy hãy giao cho anh. Bộ? Boss nó càng ngày càng nhanh Chị rồi. Cơm mồm. Ngụy ca anh mau đi đi anh đi đi. Ngụy ca. Anh ngốc sao? Anh mau chạy đi. Vũ kỳ em xem. Sao lại như thế? Nhưng nó căn bản không kêu. Lúc anh vừa nhìn thấy đã cảm giác có gì không có. cho nên liền tùy hứng để em cực cùng anh một trận. Kết quả anh lại thắng rồi. Kim Hải Tòng xem ra ông bị chơi rồi. Bây giờ nói cho tôi biết người đó là ai. Tại sao tao phải nói cho mày? Mày hung thủ giết hại cháu tao. Cho dù bọn chúng lợi dụng tao, cũng còn hơn cái đồ sát nhân mày. Tôi giết cháu ông lúc nào vậy? Đám người đó nói với ông. Vậy tôi biết bọn chúng là ai đừng mong nổ tung tao ở đây. Lão mày không bị lừa đâu. Hiên viên ra nói tôi giết cháu ông. Ông cũng không điều tra. Đã khóc lóc kêu bán mạng cho bọn chúng. Hùng đầu ngu. Mày! Nguyễn Hiên tôi từ trước đến nay là người tuân theo luật pháp. Chuyện vớ vẩn thế trước giờ tôi chưa từng làm, đưa ông ta đến bệnh viện, nhìn cho kỹ tên, tên cháu đen đủ đe đe của bị trọng thương, tiện thể bảo bác, bác sĩ si khám kỹ khá não cho ông ta. Vâng boss, mày muốn làm gì? Mày, mày vẫn muốn hại chết tao không bằng. Yên tâm, tôi sẽ tìm cho ông một viện phục hồi khá tốt, để ông ở đó những năm tháng cuối đời. Ông hãy ngoan ngoãn ở trong đó đi. Dẫn ông ta đi, khốn kiếp, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Ngụy Hiên mày chưa xong với tao đâu ngụy ca xin lỗi em thật là chuyện gì làm cũng không tốt vũ kỳ không trách em những chuyện này cũng không phải là em muốn đều là anh liên lụy đến em không ngụy ca là em quá vô dụng nếu em cẩn thận hơn một chút cũng không đến mức hơn nữa bản kế hoạch cũng bị hỏng rồi vậy những người dân đó bọn họ thật sự rất cần những vật tư này nhưng em Vũ Kỳ yên tâm đi, lô vật tư đó đã đến rồi, hơn nữa người dân của huyện A, có rất nhiều người đã dùng rồi. Thật sao? Sao anh phải lừa em chứ? Thông qua chuyện này, Lý Tổng của Thịnh Thiên cũng được truyền cảm hứng, còn đặc biệt chuẩn bị một buổi đấu giá từ thiện, đặc biệt mời em và anh tham dự đó. Vậy thì thật tốt quá. Nhưng em không có đồ gì có thể mang đến. Yên tâm đi tất cả đã có anh. Anna đồ đều chuẩn bị xong hết là. chưa? Boss yên tâm, vật đấu giá của anh và Mạc Tiểu Thư tôi đều chuẩn bị xong cả rồi. Ừ. Của em cũng chuẩn bị rồi không? sao? Thực ra em cũng tự chuẩn bị vật đấu giá rồi. Ồ, oh, là gì vậy? thế? Lúc em học đại học, rất có hứng với thiết kế trang sức. Cái này là châm cài ngực em tự thiết kế. Tuy vật liệu không phải quý trọng lắm, nhưng nó thể hiện cho tấm lòng của em. Rất đẹp. Nhưng không biết Cái tại không sao, chiếc châm cài ngực luôn khiến tôi cảm thấy rất, rất ấm áp. Thật sao? Ừ. Lúc em làm ừ. chiếc châm cài ngực này, luôn tưởng tượng đến dáng vẻ của mẹ em. Trong ấn tượng của em, mẹ em là một người rất dịu dàng, rất tinh tế. Cho nên em không hiểu. Một người tốt như mẹ em, mặc lương hâm sao lại có thể. Không sao. Chuyện đều đã qua lâu như vậy rồi cho nên em lấy nó ra. Cũng là hy vọng, người có thể gặp được và hiểu nó. Sẽ giống, em hy vọng mẹ em ở một nơi mà em không có biết thể sống tốt quan hệ của ba mẹ em không phải luôn rất tốt đẹp sao em hình như luôn rất hận mạc lương hâm đương nhiên em hận ông ta nếu không phải ông ta mẹ em cũng sẽ không để lại em rời đi mạc lão ép bức đây căn bản không phải là chuyện mạc lão sẽ làm nhưng tại sao vũ kỳ lại chắc chắn như vậy nhỉ mạc lương hâm ép bức mẹ em làm chuyện bà ấy không muốn làm sao ông ta giết mẹ em Cái gì? Em biết khả năng anh không tin. Nhưng đây chính là sự thật. Sau khi mẹ em giao em cho người khác, trốn khỏi thành phố này. Bây giờ sống hay chết cũng không biết. Cho nên em hận mặc lương hâm. Tên khốn đó hủy hoại tất cả mọi người chúng em. Mặc tiểu thư yên tâm. Mạc phu nhân chắc chắn vẫn còn đang sống ở đâu đó. Bà ấy nhất định rất nhớ cô. Ừm. Nói lung tung những gì thế này. Chị Anna cái này. Cái này giúp em nộp cùng lên nhé được yên tâm giao cho, cho tôi, tôi nhé, ngụy tổng, boss, anh đưa mạc, mạc tiểu thư đi dạo bên đó, đi. đó trước, đi đi, anh có thể đến thật là tốt quá, sao thế lẽ nào buổi đấu giá này của cậu còn có trò gì mới sao, ngụy ca chuyện trước đây của mạc tiểu thư tôi nghe nói rồi, người làm em như tôi thực sự nghĩ không ra có thể giúp được. đi làm một buổi đấu giá này, lần này đệ mời không ít phóng viên báo chí đến đây, nhưng ngụy ca yên tâm, đệ đã đặc biệt dặn dò. Cần viết gì không cần viết gì, trong lòng bọn họ đều rất rõ, huynh đệ tốt có tâm rồi. Ngụy ca nhất định đừng khách khí với đệ, đây đều là điều chúng ta nên làm. Đúng rồi Ngụy ca, chuyện của Kim Hải Tòng, e là không đơn giản như thế. Tôi biết, Kim Hải Tòng, ông ta không lọt được vào mắt của hiên viên gia. Tài chính hoàn á có người hài lòng. Vậy nếu cần tiểu đệ làm gì, không vội, trong lòng tôi rõ. Vâng. Anna, chị Anna. Ừ? Em có một vấn đề nhỏ muốn hỏi chị. Ừ, em nói đi. Lần trước không phải ngụy ca cứu em một lần sao? Em muốn tặng một món quà cảm. Chị nói xem, anh ấy sẽ thích món quà như nào? Boss là người đàn ông hoàn mỹ nhất chị từng gặp. Anh ấy có tài nguyên vô tận. Chỉ cần anh ấy muốn, vô số phụ nữ lao vào vòng tay anh ấy. Có quyền lực tuyệt đối. Chỉ cần anh ấy động ngón tay, nửa thế giới cũng sẽ run lẩy bẩy. Thân, thân là thư ký, thư ký đặc, đặc, đặc biệt, biệt của anh ấy Chị chắc chắn hiểu anh ấy nhiều so với người khác rất Nhưng rất đáng tiếc Chị cũng không biết anh ấy thích gì, gì? Sao có thể Đến chị Anna cũng đó. không biết Boss, boss rất thận trọng Sẽ không tôi dễ dàng tiết lộ sở thích của thích mình không? Nhưng Bộ chị cảm thấy Chỉ cần là đồ mặc tiểu thư đích thân, thân chọn Boss đều sẽ thích Ừm Vậy em phải suy nghĩ thật kỹ Ôi trời Thật trùng hợp nhỉ Đây không phải là giám đốc mặc nổi tiếng bằng vũ kỳ sao Tạ nhiên Cô lại dám vắt mặt đến kiêu ngạo quá nhỉ. Mạc Vũ Kỳ, bây giờ tôi không giống với trước đây nữa rồi. Tôi bây giờ, cho dù là Ngụy Hiên đứng sau đứng lưng vậy cũng không thể dễ dàng đắc tội đâu. Biết tại biết sao, sao không? Bởi vì bây tôi, bây giờ có Dương Thiếu sủng ái. Cho nên, nói gì làm gì cũng cẩn thận chút. Ừ. Nếu tôi không thì sao? Cái thứ không biết không điều. Ta... Mặc vũ kỳ đồ tiện nhân này dương thiếu anh còn muốn xem náo nhiệt bao nhiêu nữa em đều bị ức hiếp thành thế này rồi anh không quản à ba vị mỹ nữ quá xinh đẹp rồi trách anh nhìn mê mẩn rồi bỉ nhân dương khiêm là chủ tịch tập đoàn thiên ức hai người đẹp này có hứng thú ăn tối cùng tôi không dương thiếu anh nói cái gì thế nhiên nhiên vừa nãy em quá đáng lắm mau xin lỗi hai người đẹp đi không cần thiết Tôi không có hướng dây dưa đến với những người không liên quan. Chị Anna, chúng ta đi. Ừm. Chúng ta đi tìm boss tụ họp. Cái thứ không biết điều. Ừm. Hai người bọn họ chẳng qua, chỉ là dựa vào sau lưng có Ngụy Hiên chống lưng sao. Anh muốn đem bọn họ ăn vào mồm, không dễ dàng như thế đâu. Ngụy Hiên. Tên cựu phú Ngụy Hiên đó. Đúng thế chính là anh ta. Vừa nãy chẳng qua chỉ là có chút hứng thú. Bây giờ hai người bọn họ. Tôi nhất định phải có được. Boss thời gian không còn nhiều nữa. Được vậy chúng ta vào trong đi. Vũ Kỳ. Lần này anh chắc sẽ không nhường em tâm đi ngụy ca. Em cũng sẽ không nhường mau đi thôi sắp bắt đầu rồi. Các quý ông, quý bà, chào buổi chiều mọi người. Hoan nghênh các vị đến tham gia buổi đấu giá từ thiện do tập đoàn Thịnh Thiên tổ chức. Sản phẩm đấu giá lần này đều do các vị doanh nhân nổi tiếng quyên góp. Số tiền đấu giá thành công sẽ được quyên góp toàn bộ cho hội chữ thập đỏ vì càng nhiều người cần giúp đỡ, cung cấp sự giúp đỡ và ủng hộ. Vật đấu giá đầu tiên là trang sức châm cài ngực do của Mạc Tiểu Thư cung cấp. Chiếc châm cài ngực này do Mạc Tiểu Thư thân thiết kế làm ra tuyệt đối độc nhất vô nhị các vị bắt đầu đấu giá năm nghìn tám nghìn chiếc chân cài ngực này lại là, là của mạng đại mỹ nhân tận tay thiết kế nghiêng nghiêng anh mua nó tặng em có được không được vậy em nhất định phải đeo nó thể hiện trước mặt mà vũ kỳ một vạn mười vạn mười vạn. vạn vị tiên sinh này ra giá mười vạn còn có giá cao hơn không mười hai vạn mười lăm vạn Mẹ nó bị điên à? Một chiếc châm cài ngực nát ra giá 15 vạn. 20 vạn. 20 vạn vị tiên sinh này ra giá 20 vạn. Còn có giá cao hơn không? 20 vạn lần thứ nhất. Được. Vậy thì chiếc châm cài ngực này sẽ lấy giá 20 vạn, 50 vạn. Chúc mừng quý cô này đã giành được chiếc châm cài ngực này. không sao nghiên nghiên một chiếc châm cài ngực nát căn bản không đáng 50 vạn lát nữa anh sẽ mua cái tốt hơn cho ừ. em Ừm. chị anna sao chị cũng chạy đến góp vui thế chị chính là muốn có chiếc châm cài ngực này em không để boss mua chị liền không nhìn được thuốc tình yêu rồi nhưng nó đâu có đáng ra 50 vạn đất như thế anh cảm thấy không lỗ đồ tốt như vậy thì cần phải được giữ lại trong tay người hiểu trân trọng nó cử phú ngụy yên ngưỡng mộ đã lâu Quả nhiên đúng như lời đồn, thích làm một số, manh khóe lợi dụng người khác, như nhau như nhau. Về mặt này tôi còn không kịp theo Dương Tổng. Cư phú thật là coi trọng Dương mũ rồi. Vậy lát nữa lúc đầu giá, cũng đừng trách Dương Mỗ tôi, không nghiện tình. Ha ha, tôi rất mong đợi. Vật đấu giá thứ hai là chiếc bình song nhĩ tam do Dương Tiên Sinh cung cấp. Tam sắc đường có nguồn gốc ở thời đường, có lịch sử văn hóa cao cấp và giá trị sưu tầm. Vật đấu giá này từng lớp men dày nặng, bọc khí ít ỏi, là sản phẩm quý giá không có nhiều. Các vị bắt đầu đấu giá. 60 vạn, 63 vạn, 50 đồng. Vị tiên sinh này, anh ra giá thế này không phù hợp quy tắc. Ngụy Hiên, có phải anh có chút chơi không nổi không? Nhìn thấy là đồ của tôi, nên dùng thủ đoạn này để ghét bỏ tôi. Dương Khiêm, cậu cũng đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Tôi đưa ra giá này, là vì đồ này, nó chỉ đáng giá này. Ngụy Hiên anh nói nhảm nhí gì đấy? Đường tam sắc của tôi có chuyên gia thẩm định, giấy chứng nhận là hàng thật. Anh ở đây vừa mới miệng nói là hàng nhái, anh có chứng cứ không? Nếu anh lấy ra được bằng chứng, nếu không thì anh phải quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Được. Vậy tôi sẽ tự móc tiền túi 150 vạn ra mua nó về, tặng cho anh. Được, đây là cậu nói đấy nhé. Cậu nhìn cho kỹ chiếc đường tam sắc này. Lớp men tuy dày nặng, nhưng hàng nhái chính là hàng nhái. Màu sắc nghiêng về màu trầm, hình thể đường viền cũng không đủ tự nhiên trôi chảy. Nếu, Nếu cậu nhìn kỹ, nói không chừng còn có thân thể, thân thể, thân có thể phát hiện khiếm khuyết khác. Đây quả thật là màu sắc nghiện đậm hơn. Đợi chút, mic. Cái gì? Không thể nào, tôi đích thân tìm chuyên gia đi giám định, sao có thể là giả được. Nói, có phải các người đánh có phải không? Dương Tổng không thể nói như vậy. Tập đoàn Thịnh Thiên chúng tôi tổ chức buổi đấu giá. Sao có thể làm ra chuyện hành hạ như vậy? Vậy đường tam sắc của tôi sao lại có thể dương tổng tất cả mọi chuyện đều có ngộ nhỡ? Có lẽ chuyên gia đó của cậu bị nhầm. Dương khiêm cậu còn đợi gì nữa? Nhanh mua lại tặng cho tôi đi chứ. Được. Tôi mua. Ông tặng cho mày. Tặng em đó. Cảm ơn Nguyễn Ca. Nghe. Tuy đây thương là hàng giả, nhưng em sẽ giấu thật kỹ. Mạc Tiểu Thư. Mà Đem giấu nó đi. Cái này thương chính là hàng thật, thật rất có giá, thương giá thương thương trị. Hà. Như nhưng vừa nãy trên đáng đây, đáng không phải còn có chữ cái tiếng ai đó hả? Cái đó là anh làm đó. Em về lấy cái phải lau nhẹ nhàng đi là hết. Em phải cảm ơn Dương tổng thật tốt. Đây là anh ta tự móc tiền túi ra tặng cho em. Ngụy ca anh thực sự xấu quá. Tiếp theo sản phẩm đầu giá là một bức tranh nổi tiếng do Ngụy tiên Sinh cung cấp nụ cười của Mona Lisa. Đợi một chút, nụ cười của Mona Lisa. Các người điên rồi sao? Nụ cười thực sự của Mona Lisa vẫn được treo ở bảo tàng Louvre. Các người Các thật, thật sự trắng trợn như vậy, ra ngoài đàn chụp đàn hàng giả, có phải quá không có? Đám người chúng tôi ra gì rồi không? Tiên sinh anh hiểu nhầm rồi. Anh nghe tôi nói, được. Cậu đừng giải thích nữa. Không phải cậu muốn nói, bức tranh treo ở bảo tàng Mona Lisa là giải đấy. Cái này của cậu mới là bản chính. Ngụy Hiên anh có giỏi đi nữa. Thổi phòng như này cũng có chút quá rồi nhỉ. Không sai. Nụ cười của Mona Lisa cái này, đích thật là giả. Không sai. Nụ cười của Mona Lisa cái này đích thật là ừ. giả. Hừm. Lý Tổng. Ừ. Hừm. Anh ta tự thừa nhận tự mình mang tranh giả đến làm loạn. Các anh với tư cách là người tổ chức không có phát biểu gì sao. Theo tôi, tôi hả? Cần phải tìm người đuổi anh ta, ta ra ngoài. Dương Tổng. Không nên vội mà. Chúng ta nghe thầy đấu giá nói thế nào đã. Ừ. Nha. Tôi, tôi phải xem phải xem các người đưa ra được lời giải thích hay bức tranh nụ cười của Mona Lisa đích thật là giả. Bức tranh này là một trong số ít bản sao của đại sư Phạm Cao Tiên Sinh có thể nói là thực sự vô giá Vô giá giá 3 triệu, 5 triệu, 8 triệu Tuyệt tác của Phạm Cao Lại là kiệt tác của Phạm Cao sao chép nghệ hiên tên thần kinh này thật sự điên rồi Lại không tiếc bảo vật như này mang ra đấu giá Vậy được đừng trách tôi không khách khí 10 triệu, 10 triệu, 050 triệu Mà tiểu thư số tiền lớn như thế Trước đây Ngụy Ca giúp em lấy được cổ phần của Hoàn Á, bây giờ đã có một số ở trong tay em rồi. Đồ của Ngụy Ca tốt như thế, không muốn để người, người đáng ghét lấy được. 15 triệu. 1510 <laughs> vạn. 20 triệu. Tôi. Này Vũ Kỳ, Vũ kỳ bức tranh này không đáng nhiều tiền thế đâu. Nhưng, nhưng cho hắn ta, lát nữa anh, anh sẽ cho hắn ta cười không nổi. ừng. Dương Tổng chúc mừng anh. Bức tranh này là của anh rồi. hai mươi triệu lần thứ nhất hai mươi triệu lần thứ hai hai mươi triệu lần thứ ba chúc Công mừng vị tiên sinh này giành được tác phẩm của đại sư, sư phạm cao đợi một chút sao thế muốn nuốt lời à tôi nói cho anh biết tiền tôi móc ra sẽ không có đạo lý rút lại ai lại giống dương tổng nhỏ nhen thế chứ tôi chỉ là giúp cậu cầm tranh bây giờ biết lấy lòng tôi rồi hai à? vậy hai tay anh dâng lên tôi vui khi buổi tối ăn cơm cùng anh một bữa Tranh ừ. của cậu Ngụy Hiên Anh lại giảm xé, Bảo bối 20 triệu của tôi Một tấm tre bụi mà thôi Cậu cứ phải tốn 20 triệu để mua về Tôi cũng không có cách nào Đây Đây là hoa hướng dương của Phạm Cao Ngụy ca Anh lại đem nó ra đấu gợi à Mấy vị xin lỗi nhé Hoa này tôi nhất định phải có được Tôi ra giá 200 triệu, 300 triệu bức tranh này tôi cần. 500 triệu bức tranh này phải là của tôi. Toàn đồ chất tiệt cốt hết cho tôi. Bức tranh này là tôi đấu giá được, là của tôi. Ê ê. Anh không sao chứ. Dương Khiêm, cuộc mua bán 20 triệu đã kết thúc rồi. Bức tranh này cậu không có tư cách động vào. Bức tranh này là tôi đấu giá được. Nếu hai bức tranh đã để cùng nhau, thì phải là của tôi. Tranh của cậu tôi đã rơi xuống, vứt cho cậu rồi. Muốn đòi tranh. Cạnh tranh công bằng. Được đây là anh nói đấy. Tôi ra giá một tỷ. Còn ai dám cướp? Nhìn thấy chưa? Đến cuối cùng vẫn là của tôi. Đợi một lát. Còn có người chưa ra giá. Hai tỷ năm. Còn có người ra giá không? Hai tỷ năm cô lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tôi không có nhưng boss của tôi có. Anh ta, anh ta là chủ sở hữu của vật đấu giá có thể tham gia mua bán, cho nên tôi không ra giá. Anh chơi tôi đấy hả? À? Dương Khiêm, tôi vẫn là câu nói đó. Boss rát vàng lên mặt mình đi. Cậu không xứng. 2.5 tỷ. Giao dịch thành công, chúc mừng quý cô này, lại lần nữa lấy được phẩm đấu GIA. À. Cũng chúc mừng tập đoàn thị thiên, ở cuộc đấu giá từ thiện lần này thành công mỹ mãn. Huy động tiền tỷ, Ta Ngụy Hiên tên khốn này Thật sự nghĩ mình đang ở tổ chim Lại trước mặt bao nhiêu người như thế khiến tôi mất mặt Thu này tôi nhất định phải báo Ngụy Hiên tên Nguyễn công tử đó Vừa nham hiểm lại xảo quyệt Nhưng Nguyễn hôm nay anh ta chín thật chín sự kiêu ngạo Chắc là không ít người hận cháu anh cháu ta cháu Dương thiếu Không bảng, bảng chúng ta liên thủ với người khác một võng đánh hết Hả Em có cách hay gì thế Em ấy à nghe được một bí mật nhỏ <laughs> Vũ Kỳ, thần thần bí bí chính là dẫn bọn anh đến ăn cơm à? Mạc tiểu thư chắc chắn là có chuyện gì vui. Muốn tuyên bố à? Ngụy ca chị Anna, hôm nay em gọi mọi người đến đây, em rất tự tin. Ồ, nói xem nào, nếu không phải chuyện gì đại sự, anh sẽ không đi cùng đâu. Ngụy ca anh lại đùa em rồi. Hôm nay em gọi mọi người đến đây là muốn mời mọi người ăn một bữa thật ngon. Thứ nhạc là hình tượng sĩ nghiệp của hoàn hảo cuối cùng cũng được cứu vãn rồi. Tất cả đều đang đi lên, phát triển theo hướng tốt. Chuyện này đáng để chúc mừng. Thứ hai là Ngụy Ca. Chuyện nổ bom lần trước. Bất luận thế nào, em đều phải cảm ơn anh thật nhiều. Cho nên hôm nay em đặc biệt đặt Lan Nhã Hiên đắt nhất ở Minh Nguyệt Cát. Lát nữa mọi người tùy ý gọi món. Hôm nay em mang đủ tiền, tuyệt đối đủ dùng. Boss, sự nhiệt tình của Mạc Tiểu Thư không thể phụ lòng đâu. Tôi thực sự lên thuyền tập của hai người rồi. Đi thôi Vũ Kỳ. Lát nữa ăn sập của em. Đừng lén lau nước mắt nhé. Không đâu, không đâu. Nguyện ca anh như vậy em mới vui mà. Xin lỗi. Ở đây đã được đặt trước rồi. Xin lỗi. Ở đây đã được đặt trước rồi. Hả? Tôi chính là khách hàng đã đặt trước đó. À, Tôi họ mặc Chị đây là điện thoại của tôi. Xin lỗi, bao phòng cô Điều đặt không phải ở đây. cô đến lễ tân, tân kiểm tra lại xem. Gì? Cái gì? Nhưng rõ ràng tôi đặt chính là Lam à? Nhã Hiên. Giám đốc, đốc các người đâu? Anh ấy ở à, đó. Anh, anh ấy ra đây. Nói cho rõ ràng. Đây à, ai đấy? Ở trước cửa phòng tôi đã đặt trước gọi lung tung. Lát nữa làm khách hàng của tôi giật mình. Các người đền nổi không? Dương Khiêm. Bệnh cũ lại tái phát rồi phải không? Được rồi đó Ngụy Hiên. Tôi đây chính là bên Nguyệt Minh các lấy dạng cho tôi. Các người ra không nổi giá cao thì đừng cả người kiếm tiền chứ. Hai người đẹp. Nếu muốn ăn cơm ở Lam Nhã Hiên đẳng cấp này của tôi cũng được. Vậy có thể đồng hành. Không chỉ có rượu ngon đồ ăn ngon. Còn có cả anh dai tốt. Thế nào? Ở lại ăn bữa cơm chứ. Đừng dùng, dùng bàn tay bẩn của anh đập tớm chết được. Anh dùng thủ đoạn thuốc, bao phòng tôi đặt trước. con muốn chúng tôi ngồi cùng, không cần thể riêng. vì các người mắng thế nào thì mắng. Dù sao bao phòng này thuộc về tôi. Hoặc là hai cô ở lại ngồi cùng nếu không thì mau cút nhanh ra ngoài, ngoài cho tôi đừng ở đây gây chướng mắt nếu cả hai tôi đều không chọn thì sao thật là nực cười dương khiêm cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ thuận theo ý của cậu chính là dựa vào ở đây là tôi đặt rồi chỗ này người đặt sớm nhất là vũ kỳ rồi là cậu dùng thủ đoạn cướp từ tay người khác vậy thì sao nào tôi chính là tiêu nhiều tiền một vạn tiền mặt chính là tôi lấy được. Hơn nữa, các ngươi bây giờ, giờ chỉ, chỉ có thể ở đây thấy phát thèn. Dương Khiêm, trên thế giới này, không phải chỉ có cậu có tiền, người chiến thắng thực sự, đều là người cười đến cuối cùng. Sao thế? Anh muốn tiêu tiền để đòi chỗ này về à? Ngụy Hiên, tôi nói cho anh biết Dương hôm nay sẽ đánh cùng anh. Anh dám sức thì tôi dám tiêu giá cao hơn. Hà tất phiền phúc như thế chứ? Cậu có tin? Mấy phút là có thể khiến người ta mời cậu đi không? Hơn nữa, cả đời này cậu cũng không thể bước vào minh nguyệt các nửa bước. Ha 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 ha. Ngụy Hiên, có phải anh bị tức đến phát anh lên rồi à? Được. Anh chỉ cần có thể trong vòng 10 phút mọi người đến động tôi. Tôi không cần anh tức. tôi tôi sẽ bỏ ra ngoài. Được. Dương Khiêm, tôi thích loại người như cậu. Không tự lượng sức. Anna. Vâng, Boss. Từ tổng, Đúng thế, Boss rất hài boss lòng. Rất Đúng thế, vậy thì vất vả từ tổng, soạn thảo hợp đồng. Được, 200 triệu bây giờ sẽ chuyển khoản cho từ tổng. Boss đã xong. Rất xin lỗi nhé Dương Khiêm, bắt đầu từ bây giờ, minh lịch các này chính là của Ngụy Hiên tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ chọn nói cho cậu biết, Minh Nguyệt các không hoan nghênh cậu. Người đâu? Cho chừng cái thứ gây chướng mắt này cho tôi, để hắn ta quốc ra ngoài cho tôi, Ngụy Hiên. Làm mình phải giữ lại một chút, anh đừng quá đáng quá. Dương Khiêm, đây đều là cậu tự tìm đến. Đuổi hắn ta ra ngoài cho tôi, không cần. Tôi tự đi. Ngụy Hiên. Anh được lắm. Đi thôi chúng ta vào trong ăn cơm, Ừ. Cạn ly, cạn ly, cạn ly. Cũng may có Ngụy Ca ra. ở đây, nếu không, không kế, kế hoạch chúc mừng của chung chung hóa chúng ta sẽ bị lỡ rồi. Boss thương em như thế, chắc chắn bố sẽ bố không để em bị người khác ức hiếp đâu. Nhưng bố tên bố Dương khiến nó thật sự rất đáng ghét, luôn ở trước mặt, mặt em khiến người ta khó chịu. Có một số người chính là như vậy. Càng không có gì, thì càng chạy theo tìm gì đó. Loại người như hắn ta thật đáng thương. Xin mời dùng. Gì Chuyện gì thế? Đồ ngọt này cũng không đến không lượt anh chứ. Lên cũng lên rồi. Ngụy ca hay là <laughs> anh nếm <laughs> thử trước đi. <cười> thế <cười> nào, <laughs> Ngụy <Nghị> ca? Có <laughs> ngon không? Ừ, cũng khá ngon Tốt quá Boss, đây là mạc tiểu thư Đích thân xuống bếp đặc biệt làm cho anh đó Cho tôi? Ừ Vũ Kỳ cảm ơn em Nguyễn ca, anh thích em đã thấy rất vui mừng rồi Dương Tổng, thành ý của anh nói hóa ra chính là những chuyện này à thực sự xin lỗi vốn dĩ đã chuẩn bị cho anh dựa vào món ăn thượng đẳng nhất nhưng nhưng bị tên khốn ngụy hiên đó phá hỏng rồi ngụy hiên đúng dương tổng cục tức này không thể nuốt như vậy được đương nhiên tôi biết chỉ cần cho tôi cơ hội tôi nhất định sẽ khiến tên khốn ngụy hiên đó đẹp mặt nhưng anh và tôi có thể nói mục đích giống nhau hôm nay hẹn anh qua đây cũng muốn thương lượng một hai điều dương tổng cậu cũng biết so với tôi có một người càng thích hợp với cậu hơn. Nói nghe xem xem. Giám đốc mà không xảy ra chuyện lớn rồi. Giám đốc mà không xong rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì thế? Hớt ha hớt hoảng. Giám đốc chị xem cái này. Vi phạm hợp đồng. Đây Mấy công ty này đều, ty này đều muốn chấm dứt hợp, hợp đồng do vi phạm ừ. hợp đồng Người phụ trách dự án đâu Có, có hỏi nguyên nhân không Hỏi rồi Nhưng đối phương cho đối câu trả lời Đều rất mơ hồ Hơn nữa đối Tiền vi phạm, phạm hợp đồng đã đối chuyển khoản rồi Được tôi biết rồi Em sẽ xuống trước đi hả? Không, không được Điều này thật lạ Mình phải đi tìm ngụy ca bàn bạc xem Ngụy ca em có thể vào được không Vào đi Có chuyện gì thế Ngụy ca, hạng mục của sáu công ty đồng thời vi phạm hợp đồng dừng trong đây chắc chắn có vấn đề. Đúng thế, xem ra có người đang nhìn vào Hoàng Á. Boss, đây là báo biểu của tháng trước. Hoàng Á trước mắt đang theo mấy dự án lớn, đích thực dù ít dù nhiều, đều đang gặp phải một số khó khăn. Xem ra đầu tư gần đây phải thận trọng một chút, từng phát triển dự án bị cản trở, nguồn vốn lưu động sẽ khó khăn. Vũ Kỳ, bộ phận bán hàng của các em phải chú ý một chút. Vâng, em sẽ chú ý. Anna. Anna, đi điều tra 6 công, công, công ty này, rốt cuộc là gì vấn đề gì? Công vâng, Boss. Boss, đây là tình hình điều tra của 6 công ty đó. Nguồn tiền vào không rõ nguồn gốc. Nhưng mấy công ty này cũng được đấy nhỉ? Tự mình nhận một khoản tiền lớn, quay đầu liền đi hãm hại cùng ngành. Loại bại hoại này không hợp tác cũng được. Anna, gọi giám đốc Mặc vào đây. Vâng. Ngụy vâng. ca anh vâng, tìm em. Em, vâng. em xem. Thật Cảm quá đáng mà. khóa. bọn anh chúng sao có thể cạnh tranh ác ý như, như vậy, vậy? sẽ làm loạn trên tự thị trường trong ngành. Đúng thế, loại rác rưởi như vậy. Hoàn á à, chúng ta không hợp tác cũng được hoàn á à, chúng ta tiếp theo có thể thử cùng với mấy công ty bị cạnh tranh ác ý đó thử hợp tác một lần nhưng quy mô và báo cáo của nhà này đối với hoàn á mà nói thực sự quá trẻ con hừm đồ ngụy hiên anh thích sao có thể là mấy con tôm con tép đó vâng em hiểu rồi em nhất định sẽ đàm phán được dự án của mấy nhà này ừ. rất tốt và đi ha 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 ngụy tổng chuyện tốt chuyện tốt Chuyện tốt. Lão Lâm, chuyện gì mà vui thế? Chuyện tốt cực lớn. Tôi đây, hôm nay có một dự án có thể kéo được hoàn á chúng ta. Ồ, là gì thế? Bên chỗ tôi có một người bạn, tiết lộ một bí mật nhỏ cho tôi. Tân năng lượng. Thế nào? Có hứng không? Tân năng lượng. Cái này không tình là cái gì mới mẻ chứ? Lão Lâm, con mắt nhìn của anh chắc không hạn hẹp như vậy chứ. ha, cậu nghe tôi nói xong đã. Người bạn này của tôi, quên biết một tốt, khai phá tân năng lượng. Tốt này không chỉ giải quyết vấn đề bay liên tục của pin tân năng lượng, mà còn đang nghiên cứu giai đoạn hai có sự đột phá mới. Kỹ thuật làm đẹp ion, thế nào? Có phải rất có tiền đồ thị trường không? Kỹ thuật làm đẹp ion. Hả đúng thế. Bọn họ bây giờ đã nghiên cứu ra một loại mặt nạ mới. Nghe nói hiệu quả cũng rất tốt. Nếu giám đốc mà có hứng, hoàn toàn có thể thử dùng. Cô là phụ nữ, chắc cô hiểu rõ phụ nữ các cô vì đẹp có thể chi ra bao nhiêu. Dự án này, nếu hoàn á chúng ta có thể lấy được, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu là thật, quả thật khiến người khác động lòng. Nhưng dự án này tốt như vậy, chắc có rất nhiều tay súng chứ. Người bạn đó của tôi rất thân với nhóm nghiên cứu. Nhóm bọn họ đang gặp phải vấn đề thiếu vốn. Nhưng đây là tin tức nội bộ, Ngụy Tổng tận dụng thời cơ. Đi vậy chúng ta đi xem xem. Vâng, Ngụy Tổng thế nào? Có phải là một dự án rất tốt không? Lão Lâm, sao anh lại ngày càng thụt lùi thế? Câu này có ý gì? Tôi chỉ là có ý tốt, đem tin tốt này nói với cậu. Cậu cũng thấy rồi đấy, sản phẩm của người ta quả thật khá tốt. Giám đốc Mạc, cô nói một câu có lương tâm xem, khoản mặt này này, lẽ nào cô không động lòng sao? Đúng rất khiến người khác động lòng. Nhưng, mặt nạ này còn chưa được thông qua sự kiểm nghiệm của cơ quan có liên quan, có phù hợp tiêu chuẩn hay không còn chưa biết. Ngoài ra, sản phẩm bây giờ bọn họ nghiên cứu ra, còn chưa thông qua kiểm nghiệm lâm sàng hoàn thiện. Nói câu khó nghe, là. có Sếp phải có hiệu quả thần kỳ hay không đều chưa <cười> biết. Ha ha ha, tình cảm mà nói, tôi tìm một đám người, đến lừa các người đấy. Lão Lâm, chúng tôi đang phân tích, tính khả thi của dự án, anh đừng trộn lẫn cảm xúc cá nhân, được rồi Ngụy Yên. Tôi sớm đã nhìn ra, tôi liều sống liều chết bán mạng cho cậu, cũng không so được bằng giám đốc mạc người ta, ở bên tai cậu thổi hai hơi gió thơm, đã có tác dụng rồi. Được, các người không thích dự án của người ta, không muốn đầu tư thì thôi, có điều tôi phải nói trước. Sau này nếu người ta phát tài rồi, các người đừng ghen tị đấy. Ngụy ca, đây, không sao. Anh đợi anh ta cho anh xem thứ hai. Không sao. Anh đợi anh ta cho anh xem thứ hai. Alo tiểu lưu sao thế? theo Xong dõi dự án có vấn đề. Giám đốc phải làm thế nào đây? Bên này chúng ta vừa đàm, đàm phán được 6 công ty đó rồi. Kết quả vừa nãy tôi đi duyệt thanh toán. Bên tài vụ sống chết cũng không duyệt cho tôi. Cậu đừng nóng vội. Tôi đi hỏi xem có vấn đề gì. Alo Tổng Giám sát Trần. Người phụ trách dự án của chúng tôi nói không cho duyệt khoản. Là nguyên nhân gì thế? Giám đốc Mạc, chuyện này cô thật sự không thể trách tôi được. Tôi nói thật nhé, không phải tôi không diệt khoản, là công ty chúng ta không có tiền. Cái gì? Ngụy ca đại sự không hay rồi. Sao thế? Lâm Hải tên đó, mượn dùng số tiền lớn của công ty, đầu tư vào dự án tân năng lượng. Bây giờ tài vụ của công ty chạm đáy hoàn toàn rồi. Những dự án đầu tư khác rất khó duy trì. Ngụy ca anh ta làm như vậy, sẽ dẫn đến hoàn á vi phạm với một lượng lớn. Số tiền vi phạm hợp đồng vài tỷ đó. Hóa ra là vậy. Lâm Hải lão già này, thực sự rất nham hiểm. Boss nội bộ công ty xảy ra chuyện rồi. Boss nội bộ công ty xảy ra chuyện rồi. Không ít quản lý cấp trung của Hoàn Á đột nhiên gây chuyện, yêu cầu công ty phải giải thích. Gây chuyện. Bởi vì chuyên gì, lượng lớn công nhân, không biết nghe được tin tức từ đâu. Nói là Hoàn Á bởi vì quyết sách của lãnh đạo sai sót, dẫn đến tiền vốn thâm hụt, sắp sụp đổ rồi. Bây giờ đều đang yêu cầu, công ty ra mặt giải thích, nếu không sẽ từ chức tập thể. Hay lắm. Thật sự tưởng rằng Ngụy Hiên tôi sẽ sợ. Lâm Hải đâu gọi hắn ta ra đây cho tôi. Không cần phiền vậy Ngụy Tổng Lâm mẫu tôi tự đến rồi Lâm Hải Ông không tiếc đem tương lại của công ty đi cược E là không chỉ muốn để tôi gia nhập vào dự án của ông chứ Ha 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 Ngụy Hiên Tôi tính toán mọi cách lâu như thế Chính là vì ngày hôm nay Hôm đó cậu đạp lên tôi làm chủ tịch của Hoàn Á Có từng nghĩ đến có một ngày Sẽ bị tôi kéo xuống bàn thời không Tôi biết ông sẽ không chịu để yên Nhưng tôi không ngờ ông lại tuyệt như thế Lâm Hải ông nói đi Rốt cuộc ông muốn gì rất đơn giản. Tôi muốn cậu cút khỏi hoàn á. Hừm. <laughs> không thể nào. Vậy đừng trách tôi tàn nhẫn. Tôi vất cả điều hành hoàn á bao nhiêu năm nay. Nếu, nếu nó không thể thuộc về tôi, tôi thả hủy hoại nó. Ngụy Hiên, tôi cho cậu thời gian 5 ngày. Sau 5 ngày, nếu không phải cậu cút khỏi hoàn á, vậy thì hoàn á sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới tài chính. Cậu suy nghĩ cho kỹ. Hừm. Ngụy ca làm sao đây? Lẽ nào thực sự phải, phải, phải đem nhân cho, cho Lâm Hải sao? Boss sau khi Lâm Hải rời đi, có lượng lớn công nhân trực tiếp nộp đơn nghỉ việc rồi, đi theo Lâm Hải rời khỏi Hoàn Á. Đây là muốn hoàn toàn cô lập Hoàn Á, một chiêu giúp hủy dưới đáy nổi này của Lâm Hải thực sự quá lợi hại, nhưng hắn ta tính sai một chiêu. Cự phú tôi không thiếu nhất chính là tiền. Hoàn Á tôi có thể mua một lần, thì cũng có thể mua hai lần. Sắp xếp xuống dưới, bơm vào cho Hoàn Á ba tỷ. Chi tiêu toàn quyền kiểm soát sẽ do Mạc Vũ Kỳ phụ trách. Hoàn Á không thể nào bởi vì chút chuyện nhỏ này mà sụp xuống vâng vũ kỳ nhanh chóng đưa sáu công ty đó để họ nhanh chóng trở thành người dẫn đầu trong ngành ừm không vấn đề gì công khai này vô dĩ đã có thực lực đáng kể chỉ là tiền vốn và nguồn kết nối hơi kém chút nhưng hoàn á chúng ta không thiếu chính là hai từ đó rất tốt nhớ lấy càng nhanh càng tốt đúng rồi anh còn cần em giúp anh làm một việc giúp anh tìm một người nhé ừm thật là lạ Đường đường là giám đốc của hoàn á lại có thời gian mời tôi ăn cơm Hoàn Á các cô đang rất rảnh sao. Đừng nhắc Hoàn Á với tôi, tôi không ngờ rằng tôi lại nhìn nhầm anh ta. Tôi luôn cho rằng Ngụy Hiên là một người đầy tham vọng, có tầm nhìn. Không ngờ là một tên ngu xuẩn mắt nhìn hãng ra nhỏ như chuột. Sao thế, Ngụy Hiên làm gì khiến cô tức thành thế này? Sao thế, Ngụy Hiên làm gì khiến cô tức thành thế này? Tôi và Lâm. Lâm Hải lấy được một dự án rất tốt anh ta không những không coi trọng còn ngăn trở bằng mọi cách bây giờ hoàn á đang tối tăm rối loạn đều là do tên vô dụng ngụy hiên đó tạo nên cô nói chính là tân năng lượng đó phải không tôi từng nghe dương thiếu nói là một dự án khá tốt ngụy hiên cũng quá cẩn thận rồi pin máy bay của tân năng lượng nhưng một dự án khai thác khá tốt anh ta lại không cần đâu chỉ có thế nhóm đó còn nghiên cứu ra được dự án làm đẹp khoa học tôi thử dùng rồi dùng rất tốt cái gì còn có cả làm đẹp tôi lại không biết dương khiêm tên khốn đó Xem ra giấu tôi không ít chuyện. Cô không biết sao, tôi và Lâm Hải đều rất thích dự án này. Đúng rồi, tôi còn đặc biệt mang sản phẩm dùng thử. Hiệu quả rất tốt. Tôi cũng chỉ có ba chiếc, nếu không cần, đều phải tìm Lâm Tổng lấy đấy. Ừ, cô lại tốt bụng như thế à? Chắc chắn tính kế gì rồi. Đây không phải là Lâm Hải và Dương Thiếu rất thân sao. Muốn nhờ cô, giúp tôi nói mấy lời hay. Như thế, tôi cũng dễ gia nhập vào dự án của Lâm Tổng. Yên tâm, tôi đã nộp đơn từ chức ở Hoàn Á rồi. Tôi đã nhìn thấu tên phế vật ngụy hiên đó rồi. Được. Vậy tôi lấy về dùng thử trước. Nếu hiệu quả tốt tâm trạng vui, tôi sẽ suy nghĩ xem có giúp cô hay không. Tôi mệt rồi tôi đi trước đây. Cô đấy hãy đợi nhé. Alo, Ngụy Tổng. Tất cả thuận lợi. Alo Ngụy Tổng Tất cả thuận lợi Ha thật sự không ngờ được Mặt này này hiệu quả cũng khá tốt Chẳng trách lão giả lâm hải đó Kêu kiệt vậy Thêm có hai trai cũng nói này nói nọ Ừ Này Người đẹp anh đến rồi Có nhớ anh không ây à dương tổng sao bây giờ anh mới đến người ta đợi anh sốt ruột chết đi được vội gì chứ không phải anh đến rồi sao nào để anh xem nào ôi trời mấy ngày không gặp bảo bối càng xinh đẹp hơn rồi nào để anh hôn một cái sao lại trơn như vậy máu Ta. mặt 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 của em a lâm hải mạc vũ kỳ tôi khiến các người chết boss đều đã điều tra rõ, rõ, rõ rồi quả nhiên như anh nghĩ rất tốt đến lúc thu lưới rồi lần này những người có liên quan đến anna trong mắt ngụy hiên tôi không chứa nổi hạt cát anna hiểu Anna明白. Nguyễn Hiên, thời hạn năm ngày đã đến. Suy nghĩ thế nào rồi? Ha, tôi đã sắp xếp cho cậu rồi. Thật là một buổi lễ chia tay tốt đẹp. Có điều con người tôi, nhiệm tình cũ nhất. Nếu bây giờ cậu có thể cúi đầu, gọi tôi một tiếng đại ca đàng hoàng, cung cung kính kính, quy xuống kính tôi một ly trà. Tôi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Cho cậu ở hoàng á, sắp xếp một chức giám đốc bộ phận nhỏ thế nào cậu cũng thấy rồi đấy bây giờ số mệnh của hoàn á đã hết tiền quyền người toàn bộ đều nằm trong tay tôi chỉ có một cái vỏ có tác dụng gì chứ hừm lâm hải tôi thật sự không ngờ được ông làm dưới chứng tôi lâu như vậy rồi thật sự một chút cũng không tiến bộ so với giám đốc mạc đúng là quá xa rồi tôi nói cho ông biết ông cứ luôn mừng nói hoàn á xong đôi y sự thật là không phải là các người không cần hoàn á mà là hoàn á không cần các người ông thật sự tưởng rằng chỉ dựa vào chút tin tức đó của Dương Khiêm tiết lộ thì đã có thể lật đổ được hoàn á rồi. Não lợn của ông sao không nghĩ cho kỹ? Nếu dự án đó của Dương Khiêm thật sự khiến người khác thèm muốn như thế, vậy hắn ta tại sao còn đưa đến tận miệng cho ông? lẽ nào chính là dựa vào giao tình mấy lần ăn cơm của các người sao? Lâm Hải, ông thật sự mộng tưởng hão huyền, đáng thương lại đáng cười. Có xiao bớt ngông cuồng đi, chẳng qua cậu, cậu đã cạn kiệt năng lượng, đấu tranh điên cuồng mà thôi. Cái thứ tầm nhìn hạn hẹp, hoàn á ở trong tay các người mới thực sự là tần số. Xem kỹ những thứ này đi. Đây chính là tất cả những bằng ông và Dương Khiêm tự ý giao dịch có kết với những công ty khác, những loại thị trường. Các người thuê người, ở cửa công ty hợp tác với công ty Hoàn Á, gây chuyện. Tôi đã điều tra rõ, rõ ràng rồi. Lâm Hải, trên thế giới này không có bức tường nào lọt được gió. Ông đã làm rồi. Thì phải chuẩn bị tốt bị điều tra đến. Những tài liệu này tôi đều đã nộp lên rồi. Tôi không biết người đợi tôi có phải quốc khỏi hoàn á hay không, nhưng tôi biết ông e rằng sẽ phải vào đó uống nước chè rồi. Cậu ác ý hãm hại. Những chứng cứ này đều là bị đặt vô căn cứ. Ở đây có cái nào? Cái nào là tôi làm? Ngụy Hiên cậu đừng ngậm máu phun người. Tôi biết đầu ngu sần như ông chết đến nơi rồi cũng sẽ không thừa nhận. Lâm Hải, ông vẫn còn nhớ tạ nghiên không? Dự án ban đầu ông thích nhất đó không? Ông vẫn còn nhớ dự án ban đầu ông thích nhất, nhất đó không? Chiếc mặt nạ mà ông rất tự hào đó đã bị mắng ở trên mạng rồi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Vậy tôi sẽ cho ông tâm phục khẩu phục. Lâm Hải tên khốn này. Đều vì ông tôi đã bị hủy hoại nhân sắc hoàn toàn ông hủy hoại tôi. Tôi cũng sẽ hủy hoại ông. Ông nhìn thấy những thứ đó trên mạng rồi chứ. Những thứ đó đều là tôi làm. Tôi sẽ khiến ông thân bại danh liệt. Khiến ông hoàn toàn không leo lên được. Đồ đàn bà thối này. Cô ăn nói có vẩn cái gì thế? Bản thân cô tham lam liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, ai nhìn thấy cô bị hủy hoại nhân sắc liên quan đến tôi? Cô có bằng chứng không cô? Ai nói không có bằng chứng? vết thương trên mặt của tá nhiên thông qua chuyên gia giám định chính là từ chiếc mặt nạ ông ban cho cô ta đó trùng hợp quá có người chụp được toàn bộ quá trình ông đưa mặt nạ cho cô ta lâm hải bây giờ nhân chứng vật chứng đều có ông còn có gì muốn nói nữa không hư ừ, có một số người sư gia đã là quy dưới chân người khác rồi còn muốn chuyển mình đừng mơ lâm hải bây giờ đợi ông không phải là tài sản hàng tỷ mà là một một chiếc vòng bạc bây giờ có cần tôi kính trả cho ông không Bây giờ có cần tôi kính trả cho ông không? Ngụy tổng anh không thể tuyệt tình như thế được. Anh biết lúc anh mới bắt đầu vào Hoàn Á, tôi vẫn tuyệt đối đứng về phía anh phải không? Anh cho tôi một cơ hội được không? Được không Ngụy tổng? Vừa nãy lúc ông muốn đuổi tôi ra khỏi Hoàn Á, sao không nghĩ đến những điều này? Bây giờ hối hận? Ngủ rồi. Ông yên tâm, ông sẽ được cút một cách rất thể diện. Ban đầu những người thầy chết theo ông đó, Hoàn Á một người cũng không cần. Trên đường ông cút khỏi bọn họ sẽ đi cùng ông Đó, bảo vệ đuổi tên khốn kiếp này ra ngoài cho tôi ngụy tổng ngụy tổng, Nguy, tổng. Nguy, hãy cho tôi một cơ hội ngụy tổng ngụy hiên ngươi qua cầu giúp phán. ta cô làm tốt lắm chuyện ngụy hiên anh dặn dò cần Nguy, làm tôi đều, tôi đều đã làm rồi Nguy, chuyện anh hứa với tôi không được nói lời nốt lời đâu yên tâm đi ngụy hiên tôi cũng không đến mức gây sự với một người phụ nữ Đây, Đây là đồ, đồ tôi hứa với cô, dùng cho dùng. tốt, tuy tôi không thể khôi đồng phục đồng như đồng ban đầu, nhưng, nhưng cũng không đến đồng mức đồng hủy hoại dung, đồng dung đồng nhan. Đồng Tạ nhiên, cô không cần phải dùng ánh mắt thù hạ đó nhìn tôi. Nếu không đồng phải cô tham lam, cô không, cô cô không đồng hủy được dung nhan, được rồi đồ cầm lấy rồi mau cút đi. Anh không sợ tôi sẽ báo thù anh. Hừm. Anh và Mạc Vũ Kỳ tình kế tôi, anh không sợ tôi cầm được thuốc quay lại cắn các người một miếng tuy cô suy nghĩ độc ác nhưng không thể không thừa nhận cô không phải là ngu tình hình trước mắt chắc cô hiểu rất rõ đối với ngụy hiên tôi trừ khi cô chê mạng nhiều mau cút đi bây giờ tâm trạng tôi đang tốt không có nghĩa là à, tôi có thể khoan trước mặt tôi luôn giở thói ngang ngu anh yên tâm đi sau này tôi nhất định sẽ tránh xa anh sẽ trốn bấy nhiêu mà vũ kỳ tôi cũng sẽ tuyệt đối không đi chọc vào nữa mẹ kiếp tên khốn ngụ của đó, lần này lại không lật đổ được hắn ta nữa hắn ta giống hòn đá trong nhà sĩ vừa thối vừa cứng vốn dĩ thế lực của hắn ta đều ở nước ngoài về nước sẽ dễ đối phó hơn xem ra chúng ta xem thường hắn ta rồi bây giờ là lúc anh tổng kết phát ngôn rồi chứ anh biết hắn ta lợi hại thế anh sẽ phải dùng những chiêu thức khó hình. anh ở đây gọi tôi làm gì tôi nói cho anh biết anh biết chuyện lần này có tổn thất lớn như nào đối với dương gia chúng tôi không cậu đang oán trách tôi dương Khiên, cậu không có tư cách hung hăng trước mặt tôi chỉ có tôi mới có thể đảm bảo được cho cậu. Vậy anh nói xem phải làm thế nào? Dù sao bây giờ tôi cũng đang giống vẻ của mình. Tôi nước không chơi cục tức này. Trước đây là tôi qua thường hắn ta. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta tiếp một liều lượng lớn nữa. Xem ra sự lo lắng của tôi là thừa thái. Anh sớm đã nghĩ xong cách đối phó rồi. Anh chuẩn bị làm thế nào? giải quyết hậu họa. Ngụy ca, hôm nay cảm ơn anh đã đi dạo phố cùng em, còn mua cho em nhiều món quà thế này. Lần này xong <laughs> gió em xử lý rất tốt những món quà này, hãy coi như là quà tặng em thăng chức. Sau này, em chính là tổng tài của Hoàn Á, cho nên, những thứ này cũng chỉ là Ngụy ca, quan tâm đến cấp dưới của anh thôi à. Đương nhiên không phải. Anh không có năng lực, đều đối tốt với tất cả mọi người thế đâu. Em là đặc biệt nhất vậy em có thể coi như lần này là cuộc hẹn hò riêng cá nhân của chúng ta không đầu của em cả ngày nghĩ gì thế nghĩ xem làm thế nào để anh thích em cái gì không có gì ha 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 thật hay cho một đôi tình nhân chỉ đáng tiếc lập tức sẽ trở thành đôi uyên ương vòng mạng rồi. Tiểu mỹ nhân cô ở cùng ai không ở, lại cứ phải ở cùng tên đen đủi này. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ thủ khởi đao lạc, để các người mãi mãi làm một đôi vợ chồng tốt ở dưới đó ha ha ha. Ngươi là ai ai phái ngươi đến đây, huynh đệ xin lỗi nhé. Có người chi số tiền lớn mua mạng của anh muốn trách, thì hãy trách anh đắt tôi quá nhiều người. Ai ai cũng muốn lấy mạng anh. Khẩu khí không nhỏ, người muốn lấy được mạng của ngụy như tôi còn chưa ra đời. <laughs> Vũ Kỳ đừng, sợ Còn thể hiện anh hùng Xích thủ tay không Xem ngươi lấy cái gì ra đánh với sư phó ngươi đủ rồi Bây giờ chúng ta có thể công bằng tỉ thí rồi Bây giờ chúng ta có thể công bằng tỉ thí rồi Vũ Kỳ, hãy cẩn thận. Anh đây, đem cái tên không biết trời cao đất dày này, xử lý trước đã. Ngụy ca anh hãy cẩn thận. Không ngờ ngươi còn là một tên luyện võ. Tôi càng ngày càng có hứng với ngươi rồi đó. Được. Vậy hôm nay, tôi sẽ tỉ thí với ngươi. Ta. À. À. Hay lắm. Rất lâu rồi tôi chưa gặp phải. Đối thủ có thể đánh tôi thành ra thế này nếu cậu không phải là mục tiêu ám sát của tôi, có lẽ tôi sẽ muốn kết giao với cậu. rất xin lỗi, tôi không có hứng trở thành bạn bè với người thất bại. nói cho tôi biết chủ thuê đằng sau lưng cậu là ai, tôi có thể tha cho cậu một con đường, không thì lần sau tôi sẽ dùng sáu phần sức lực. ha 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 được. tôi thích có điều rất tiếc. tôi hứa với chủ thuê tôi phải đem xác của anh về lĩnh thường. a ngụy ca cẩn thận. a vũ kỳ. Khuôn kiếp tao cho mày chết Nếu cô ấy có bất kỳ tổn thất gì Mày và người đứng sau mày đều phải chết à. Tôi không phải là đối thủ của anh Tôi tâm phục khẩu cục thua Nhưng cô nương này tình sâu thắm thiết với anh Lại khiến cho tại hạ không phục Nói thật cho anh biết Trên ám khí của tôi có độc chỉ có nhân sâm nghìn năm làm thuốc dẫn kết hợp với ngọc vạn năm mới có thể giải độc trước tiên không nói đến những đồ này quý giá thế nào cho dù có anh cũng không mua được có thời gian đó còn không bằng tròn trước quan tài an táng cho cô ta ha 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 tôi nói lại một lần nữa ngươi là một tên phế vật không có nghĩa là ai cũng là phế vật trong từ điển của ngụy hiên tôi không có gì là không thể ngươi hãy nghĩ tìm cách cho tốt xem làm thế nào để lấy lòng tôi tôi sẽ để cho cậu tốt hơn một chút kỳ lạ quá sao mình lại lo lắng cho vũ kỳ như vậy đây tuyệt đối không phải là vì mặc lão nhờ cậy lẽ nào mình thích cô ấy rồi boss thế nào rồi à là dương khiêm dở trò đâu chỉ dương khiêm có thể mời được cao thủ như này, dương khiêm hắn ta căn bản không đủ năng lực. Vâng, chi nhánh của hiên viên gia cũng đang trà trộn vào. Hơn nữa, theo chúng ta điều tra biết được, người của chi nhánh này dường như có quan hệ với người đem mặc tiểu thư cho bà Tần. Cô nói chuyện năm đó của mặc gia. Cũng có bút tích của hiên viên gia. Vâng. Hiên viên gia coi tôi và mặc là đinh trong mắt. Trong này, chắc cũng có liên quan đến Mạc Vũ Kỳ và mẹ của cô ấy nào Mạc Vũ Kỳ. Và hiên viên gia còn tồn tại mối quan hệ khác. Boss, chuyện này, có cần phải nói cho Mạc Tử Thư biết không? Không cần. Bây giờ cô ấy như này đã rất tốt rồi. Có chuyện gì để tôi gánh vác? À đúng rồi. Thuốc thế nào rồi? Điều tra được chưa? Như nhân dân nghìn năm và ngọc vạn năm, đều làm đồ hiếm trên thế giới, không thể cưỡng cầu. Nguyên chủ của nhân sâm nghìn năm còn dễ nói, chỉ, chỉ nói có thể, có thể cắt dễ trùng, ra giá năm chục triệu. Ngọc, ngọc Vạn Nam biết thực tốn rất nhiều công phu. Chúng tôi tìm thấy trên buổi đấu giá. Nhưng nguyên chủ đó nói, đoán nếu đem viên ngọc, ngọc, ngọc lớn như vậy nghiền thành phần, bột, có chút không đồng ý, không muốn <cười> bán, hừng, không muốn bán. Đưa đến hội đấu giá, chẳng qua chỉ là vì muốn bán được một giá tốt sao, rằng là muốn sư tử há miệng lớn thôi. Đồ đưa đến hội đấu giá không muốn bán. Trừ khi là thấy chúng ta đang cần gấp, muốn đẩy giá lên thôi. Như vậy cũng được. Thứ ngụy hiên tôi không thiếu nhất chính là tiền. Anna. Cô trực tiếp đi hỏi người chủ bán đó. muốn bao nhiêu tiền. Bảo ông ta ra giá, giá. Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho ông ta. Còn về nhân sân đó. Cô trực tiếp đưa cho ông ta 300 triệu bảo người bán cầm tiền cơm mù. Đã rõ. Boss. Anh đối với Mạc Tiểu Thư thật tốt. Có phải có chút? Anna, cô chỉ là trợ lý đặc biệt của tôi, chỉ như vậy thôi. Cô hiểu không? Vâng, Anna hiểu. Boss, bây giờ tôi sẽ xử lý tốt chuyện thuốc. À, Vũ Kỳ, em tỉnh rồi. Xin lỗi, Nguyễn Ca. Em đều nghe thấy rồi. Em lại liên lụy đến tiêu bao nhiêu tiền vô ích thế nói gì, gì thế chứ nhưng anh tiêu chút tiền vì em sao lại có thể nói không? là tiêu vô ích được ca anh đừng đối xử tốt với em như vậy em sợ cứ thế này anh sẽ ghét em vũ kỳ em yên tâm đi bất kể em trở thành thế nào đi nữa cũng cũng đều không ghét em nhưng em thích anh không phải loại tình cảm thích đối với huynh trưởng là em ngụy ca vũ kỳ anh cũng thích em chắc là từ rất lâu trước đã bắt đầu rồi làm sao đây ngụy ca em vui lắm nhưng bây giờ em trúng độc rồi Em có thể vũ kỳ yên tâm đi có anh ở đây anh sẽ không để em xảy ra chuyện em yên tâm dưỡng bệnh tất cả giao cho anh Vâng em nghe theo anh Ừ Ừ Ừ, ừ. ừ. Dương, Dương Khiêm thương. lại gặp mặt rồi Ừ, ừ. 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 Ngụy Hiên anh điên rồi phải không Anh biết anh đang làm gì không Đương nhiên tôi biết Tôi đang dạy dỗ Một thằng nhóc hư hỏng không nghe lời Dương, Dương Khiêm cậu đối phó với ngụy khiêm tôi thế nào cũng được nhưng cậu không nên đưa tay giơ lên người của mạc vũ kỳ vốn dĩ tôi không muốn tầm thường như cậu nhưng từ cậu muốn chạy đến mất mạng tôi cũng không có cách ngụy ngụy hiên chuyện của người chủ thuê tôi đích thực có tham gia nhưng hại mạc vũ kỳ không phải là ý của tôi chuyện lần trước dương ra tôi tổn thất cũng không nhỏ hai chúng ta ăn miếng trả miếng hòa nhau sau này anh đi đường anh tôi đi đường tôi thế nào Sau này anh đi đường anh, tôi đi đường tôi thế nào? Mau thả tôi ra. Dương Khiêm cậu ảo tưởng ở đâu thế? Cậu cảm thấy với thân phận bây giờ của cậu còn có tư cách nói điều kiện với tôi. Dương ra các ngươi từ đầu đến cuối, trong mắt tôi, chẳng qua chỉ là một trò cười. Cậu từ đầu đến cuối, đều không có tư cách nói điều kiện với tôi. Ngụy Hiên. Thế này. Tôi lấy cổ phần của Dương ra tôi chia cho anh một phần. Sau này Dương Khiêm tôi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không làm gì với anh nữa. Anh thả tôi ra còn lấy được một khoản tiền của tôi, còn không đủ sao. Thật ngại quá. Tiền trong mắt Ngụy Hiên tôi là thứ không có tác dụng nhất. Cậu và Hiên viên gia lúc thuê sát nhân mua mạng đã phải nghĩ đến kết cục ngày hôm nay chứ. Có điều cậu yên tâm, tôi sẽ không tuyệt tình như cậu. Sẽ không cần mạng của cậu. Anna, Boss, rất tốt. Vậy hãy đưa Dương Tổng qua đó. Hy vọng Dương Tổng có thể thích món quà tôi chuẩn bị cho cậu. À đúng rồi, đến lúc đó nhớ đen đồ của Dương Tổng gửi đến hiên viên gia. Dù sao cũng náo loạn bao nhiêu lần như thế, cũng cần cảnh cáo bọn chúng, để bọn chúng ngừng nghỉ một chút chứ. Vâng, boss. Đi nhanh lên, Ngụy Hiên anh hãy suy nghĩ lại xem. Ngụy Tổng, anh hãy suy nghĩ suy nghĩ xem. Hai người sao lại đến đây thế? Vũ Kỳ em dưỡng bệnh khỏe hơn chưa? May mà có Ngụy Ca giúp tìm được thuốc, em mới có thể khỏe mạnh thế này. Bác sĩ vừa mới nói có thể xuất viện. Mặc tiểu thư, liền không đợi được nữa muốn đến gặp anh. Tôi thực sự không gàn được cô ấy, chỉ có thể đưa người đến đây. Boss, hai người nói chuyện đi. Tôi đi pha trà cà phê cho hai người.